Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Khóe miệng Lôi Thiên Đô nở nụ cười. Đá Huyễn Tâm rất quan trọng với hắn. Còn Lục Trường Sinh, hắn không cần biết đối phương là ai, chỉ cần đối phương vẫn là thần tàng, vậy là được. Không có thần tàng hắn không giết được. Huống hồ, Lôi Thiên Đô nhớ rõ tên 10 võ giả đứng đầu trên đạo cơ dự khuyết bảng, nhưng chắc chắn không có cái tên Lục Trường Sinh không phải xếp 10 hạng đầu trên đạo cơ giữ khuyết bảng, hắn cần gì phải do dự. Hắn chắc chắn sẽ chém Lục Trường Sinh. Cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh đột nhiên mở to mắt. Ba viên đá chấn giới đã luyện hóa hết. Trước mắt trong não vực của ta đã dung nhập được tổng cộng 4 viên đá chấn giới. Không biết bây giờ não vực của ta phải mất bao lâu mới có thể ôn dưỡng lĩnh vực tới viên mãn. Tâm niệm Lục Trường Sinh khẽ động, lập tức tập trung ý thức vào trong lĩnh vực đang được ôn dưỡng. Trong não vực, đối với Lục Trường Sinh mà nói, không có bất cứ bí mật nào. Bốn viên đá chân giới, não vực vô cùng ổn định, ôn dưỡng một lĩnh vực tới viên mãn, bây giờ chỉ cần 10 ngày thôi sao. Lục trường sinh thầm vui mừng, 10 ngày, hiệu quả lần này nâng lên quá cao rồi. Trước đây ôn dưỡng một lĩnh vực tới viên mãn phải cần tới 25 ngày. Bây giờ chỉ cần 10 ngày. Một tháng có thể ôn dưỡng 3 lĩnh vực, thì một năm có thể ôn dưỡng 36 lĩnh vực. Hiệu suất như vậy quả thực rất đáng sợ. Tính theo một lĩnh vực mở rộng não vực một dặm, Bây giờ Lục Trường Sinh là não vực 41 dặm. Cho dù hắn không thu được bất cứ kỳ vật mở rộng não vực nào nữa, chỉ cảm ngộ lĩnh vực, ôn dưỡng lĩnh vực, chưa tới 2 năm, Lục Trường Sinh có thể mở rộng lĩnh vực tới trăm dặm, từ đó đứng ở trước cửa ải đạo cơ. Tốc độ tu hành này vượt xa bất cứ thần tàng nào. Thậm chí có thể tiếp tục rút ngắn thời gian ôn dưỡng 10 ngày, nếu có thể luyện hóa viên đá chân giới thứ 5, viên thứ 6, viên thứ 7, đến lúc đó chỉ sợ hiệu quả ôn dưỡng lĩnh vực sẽ tiếp tục nâng cao. 8 ngày, 5 ngày, ba ngày thậm chí là một ngày cũng có khả năng. Trên mặt lục trường sinh lộ ra một nụ cười. Bây giờ không cần đi tìm kỳ vật nữa rồi. Chỉ cảm ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực, có sự trợ giúp của thanh tâm châu, lĩnh vực đã không phải là vấn đề nữa. Cộng thêm ngộ đạo đan, chỉ cần hai viên ngộ đạo đan là có thể diễn hóa một ý cảnh trở thành lĩnh vực. Mấu chốt là cảm ngộ ý cảnh, chỉ cảm ngộ ý cảnh bình thường thì vấn đề không lớn, nhưng không có lợi, vẫn nên cảm ngộ ý cảnh có thể tách ra. Mà có thể tách ra ra ba, bốn thậm chí là năm ý cảnh, thực ra rất khó khăn, cũng rất phức tạp. Đối với ta hiện giờ mà nói, thứ cần thiết chính là hiệu quả cảm ngộ ý cảnh. Nhìn tổng thể, ý cảnh hai hợp một là dễ cảm ngộ nhất. Hơn nữa, ý cảnh hai hợp một tách ra thành hai ý cảnh, diễn hóa thành hai lĩnh vực thực ra còn đơn giản hơn, không phức tạp cho lắm. Nhưng lĩnh vực hai hợp một lại có thể ngang với 10 tầng lĩnh vực, uy năng rất tốt. Lục Trường Sinh suy đoán được mất về việc cảm ngộ lĩnh vực ở trong lòng. Khoảng thời gian trước Hắn đã cảm ngộ được nhiều loại lĩnh vực như vậy, thậm chí còn cảm ngộ ngũ hành lĩnh vực năm hợp 1. Đối với lĩnh vực, Lục Trường Sinh đã coi là hiểu rõ. Lĩnh vực năm hợp 1 là thứ có thể gặp mà không thể cầu, không thể mãi nghĩ tới việc cảm ngộ lĩnh vực năm hợp 1 được. Thậm chí là bốn hợp 1, ba hợp 1 cũng đã rất khó khăn. Chỉ có hai hợp 1, nhìn chung thì giá cũng rất không tệ. Nếu có thể lĩnh ngộ 20 loại lĩnh vực và đều có thể hai hợp 1, vậy thì sẽ tương đương với hơn trăm tầng lĩnh vực. Uy năng chắc chắn trời long đất lở mà bây giờ lục trường sinh còn thiếu 59 loại lĩnh vực. Nếu có thể hai hợp một hết, vậy thì sẽ sấp xỉ với gần 300 tầng lĩnh vực. Đây là uy năng đáng sợ tới mức nào. Lĩnh vực hai hợp một dùng để hộ đạo tuyệt đối là đủ rồi. Chỉ là, tuy độ khó hai hợp một đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng lĩnh vực hai hợp một cũng không phải là rau cải trắng. Nếu muốn lĩnh vực hai hợp một thì nhất định phải cảm ngộ ý cảnh hai hợp một chỉ dựa vào đống sách vở của điện truyền công dựa vào kinh nghiệm tâm đắc của một số tiền bối của cổ vực thiên tông thì còn lâu mới đủ dù sao sách cũng chỉ là sách mãi mãi bị ngăn cách một tầng lục trường sinh cũng khó mà bảo đảm có thể đạt được linh cảm từ trong sách từ đó cảm ngộ ý cảnh y hệt những tiền bối đó cho nên thực tế cách tốt nhất chính là phục chế sở trường trộm trăm nhà vốn chỉ là thủ đoạn võ đạo thường dùng những lĩnh vực khác nếu lĩnh vực hai hợp một sau khi ta đích thân cảm ngộ thì hẳn sẽ có thể có lĩnh ngộ từ đó cảm ngộ ý cảnh chỉ cần cảm ngộ được ý cảnh hai hợp một những chuyện còn lại đều dễ giải quyết quan trọng là phải tìm được những võ giả lĩnh vực hai hợp một còn phải khiến đối phương bằng lòng giúp hắn thực tế cũng không thể coi là giúp chiến đấu với lục trường sinh cũng được với sức mạnh hiện giờ của lục trường sinh hoàn toàn có thể chấn áp một số thần tàng đó là chuyện dễ như trở bàn tay sở trường trộm trăm nhà vậy bắt đầu từ điện chân truyền của cổ vực thiên tông đi Lục Trường Sinh nhắm ngay vào đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông. Thiên Tông Tam Kiếm. Lục Trường Sinh lập tức nghĩ tới Thiên Tông Tam Kiếm. Lần trước, hắn đã cho Thiên Tông Tam Kiếm tròn 50 trái thương vân kỳ quả. Có lẽ đối phương đang ở sơn môn của cổ vực Thiên Tông để luyện hóa thương vân kỳ quả. Vì vậy, Lục Trường Sinh đi thẳng tới động phủ của cổ thần. Cổ thần sư huynh, Lục Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Lục Trường Sinh nhìn thấy cổ thần, giải thích sơ qua một lượt đương nhiên hắn sẽ không nói là để lén trộm lĩnh vực dung hợp của đối phương mà nói hy vọng được so tài hữu nghị một phen từ đó kích phát linh cảm cảm ngộ ý cảnh diễn hóa lĩnh vực đương nhiên cổ thần đồng ý không chỉ có cổ thần đồng ý mà ngay cả liễu pháp hàn thiên phóng cũng đồng ý cổ thần thiên tông không cho phép đệ tử so tài riêng tới võ đài đi lục trường sinh nói được tới võ đài vì vậy lục trường sinh cùng với thiên tông tam kiếm đi thẳng tới võ đài xung quanh võ đài vốn không có bao nhiêu người dù sao người lên võ đài cũng là để giải quyết mâu thuẫn giữa các đệ tử đương nhiên một khi nhận thua trên võ đài thì không được ra tay nữa do đó thực ra trên võ đài cũng chẳng có gì đáng sợ cả khi bốn người lục trường sinh tới võ đài lại còn đứng ở trên võ đài thì lập tức gây nên náo động đó là chân truyền lục trường sinh đúng không là lục sư huynh còn có thiên tông tam kiếm của điện chân truyền bọn họ đang định lên võ đài sao Thiên Tông Tam Kiếm và Lục Sư Huynh có mâu thuẫn gì thế mà nhất định phải ẩm ý tới mức lên tận võ đài. Chẳng lẽ Thiên Tông Tam Kiếm không biết uy danh của Lục Sư Huynh ư? Không đúng, cách đây không lâu mới có tin tức truyền tới, Thiên Tông Tam Kiếm và Lục Sư Huynh cùng hợp đội tranh đoạt thương vân kỳ quả. Sức mạnh của một mình Lục Sư Huynh đã đánh tan tác hơn 20 cường giả trên đạo cơ dự khuyết bảng. Sao bây giờ lại trở mặt thành thủ ẩm ý tới tận võ đài rồi? Dưới võ đài, rất nhiều đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ uy danh của Lục Trường Sinh đang lớn mạnh, thậm chí nói là như mặt trời giữa ban trưa cũng không quá. Trước đó đã chém Từ Hạo Thiên, đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông. Đó chính là thần tàng đỉnh phong xếp thứ 91 trên đạo cơ dự khuyết bảng. Kết quả lại bị Lục Trường Sinh chém thẳng mặt. Nhưng dây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó lại có tin tức truyền tới, với sức mạnh của một mình Lục Trường Sinh, hắn đã đánh bại hơn 20 cường giả trên đạo cơ dự khuyết bảng thậm chí còn chém chết Lam Thiên Tiếu xếp thứ 48 trên đạo cơ dự khuyết bảng. Điều này quả thực rất khó tin. Tin tức này truyền tới cổ vực Thiên Tông, hầu hết đều khiến người khác cảm thấy không chân thực. Cho dù Lục Trường Sinh có uy lực top 100 trên đạo cơ dự khuyết bảng, nhưng vừa giết chết từ Hạo Thiên, đã nhảy vọt một phát từ 91 tới 48. Bước nhảy vọt này đúng là quá lớn. Thậm chí, đến cả hai mươi mấy cường giả trên đạo cơ dự khuyết bảng cũng bị Lục Trường Sinh đánh bại. Rốt cuộc sức mạnh của Lục Trường Sinh đã đạt tới mức nào rồi? Có vẻ bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Dưới tình huống này, sao Thiên Tông Tam Kiếm có thể gây mâu thuẫn với Lục Trường Sinh được, thậm chí còn lên cả võ đài? Tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhanh đã có rất nhiều đệ tử chạy tới võ đài. Lục Trường Sinh lộ mặt ra tay, cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng một khí ra tay thì chắc chắn sẽ long trời lở đất. Vì vậy, Lục Trường Sinh lên võ đài, đương nhiên sẽ thu hút vô số đệ tử tới trên võ đài nhìn đám đệ tử đông nghịt phía dưới vô số ánh mắt rơi lên người mình cổ thần trong thiên tông tam kiếm không khỏi cười khổ nói lục sư đệ ta biết ngay mà so tài với ngươi sẽ gặp phải tình huống như vậy đoán chừng bây giờ người dưới đài đều rất tò mò ngươi sẽ dùng một chiêu hay là hai chiêu đánh chết bọn ta lúc này cổ thần liễu pháp hàn thiên phóng đều có vẻ mặt như nhau tuy bọn họ cũng là đệ tử chân truyền có uy danh lừng lẫy nhưng cũng phải xem là đang đấu với ai đấu một trận với lục trường sinh bọn họ lập tức biến sắc chán nản. Không sao, đừng quá quan tâm tới ánh mắt của người khác. Cổ sư huynh, ra tay đi, để ta cảm nhận lĩnh vực của ba vị một phen. Lục trường sinh lạnh nhạt nói, được, ba người cũng không do dự nữa. ầm, một giây sau, ba người lập tức ra tay. Hơn 10 lĩnh vực chồng lên nhau, trong nháy mắt đã rơi lên người lục trường sinh. Ba người đều biết rõ thực lực của lục trường sinh, do đó, lúc ra tay gần như không hề nương tay, dùng hết toàn lực để ứng phó, vù, tâm niệm lục trường sinh khẽ động, Ngũ hành lĩnh vực lập tức phủ xuống. Đây gần như đã trở thành chiêu bài của Lục Trường Sinh. Ánh sáng sặc sỡ lóe lên. Ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng không cố đối chọi với lĩnh vực của Thiên Tông Tam kiếm, mà chỉ bị động phòng thủ. Nhưng dù có như vậy, ngũ hành lĩnh vực cũng hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng sinh sôi mặc cho lĩnh vực của Thiên Tông Tam kiếm thi triển ra đáng sợ tới mức nào, ngũ hành lĩnh vực cũng không hề có chút dấu hiệu tán loạn. Ngay dưới tình huống này, Lục Trường Sinh bắt đầu cố hết sức cảm ngộ lĩnh vực trên người Thiên Tông Tam kiếm. Hừm! tổng cộng có 7 loại lĩnh vực hai hợp một. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Cuộc tranh đoạt Thương Vân Kỳ quả trước đó, Thiên Tông Tam Kiếm không hề ra tay. Bọn họ cũng không có cơ hội ra tay. Vì vậy, Lục Trường Sinh vẫn chưa biết rõ thực lực của ba người. Nhưng bây giờ có thể thấy, thực ra ba người cũng không yếu. Dưới tình huống liên thủ, mà lại có thể có 7 loại lĩnh vực dung hợp. Tuy đều là lĩnh vực hai hợp một, nhưng lĩnh vực chồng lên nhau, trên lý thuyết có thể nghiền nát 70 tầng lĩnh vực. Đương nhiên, đây chỉ là đánh bại 70 tầng lĩnh vực trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế, võ giả thần tàng liên thủ với nhau, dù có quen thuộc thế nào đi nữa thì giữa các lĩnh vực cũng sẽ có va chạm, xung đột. Dưới sự liên thủ, uy năng của lĩnh vực có thể sẽ giảm đi rất nhiều. Khác với một thần tàng có 7 loại lĩnh vực hai hợp một, trong lúc hỗ trợ lẫn nhau sẽ không có bất cứ va chạm, hỗn loạn nào, chắc chắn có thể sánh ngang với 70 tầng lĩnh vực. Nhưng ba người liên thủ lại không thể nghiền nát 70 tầng lĩnh vực. Nhưng dù có như vậy, thực lực khi ba người liên thủ cũng không thể coi thường. Thực lực của cổ thần mạnh nhất có ba loại lĩnh vực dung hợp hai hợp một, thực lực nằm trong khoảng từ 30 tầng đến 40 tầng lĩnh vực. Hai người còn lại đều có hai loại lĩnh vực hai hợp một. Lục Trường Sinh đã hiểu đại khái sức mạnh của Thiên Tông Tam Kiếm. Thực lực của cổ thần mạnh nhất yếu hơn bốn hợp một lĩnh vực của Từ Thiên Hạo trước đó một chút, nhưng chắc chắn cũng không tính là quá kém. Nếu không, Thiên Tông Tam Kiếm cũng không thể có chút danh tiếng ở khu vực tầng thứ hai của cổ vực được chủ yếu là dựa vào cổ thần. Bảy loại lĩnh vực hai hợp một, ta muốn hết. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng sao. Hắn không dùng ngũ hành lĩnh vực nghiền nát lĩnh vực của bọn họ, ngược lại còn nhân cơ hội này, bắt đầu cố hết sức cảm ngộ lĩnh vực dung hợp của ba người. Thời gian dần trôi qua. Đám người Lục Trường Sinh ở trên võ đài trông chẳng giống như đang chiến đấu sinh tử chút nào, trái lại giống như đang so tài hơn. Không, còn không thể tính là so tài. Mà là tu hành. Đúng lục trường sinh đang tu hành còn thiên tông tam kiếm thực ra là đang trợ giúp lục trường sinh tu hành thì ra giữa thiên tông tam kiếm và lục sư huynh không có mâu thuẫn đây là đang giúp lục sư huynh tu hành thiên tài đứng đầu như lục sư huynh tu hành như thế này sao hình như lục sư huynh đang cảm ngộ ý cảnh nhờ sự giúp đỡ của thiên tông tam kiếm cảm ngộ ý cảnh ở trên võ đài chỉ có chút thời gian như vậy làm sao cảm ngộ ý cảnh được rất nhiều đệ tử cũng có thể coi là có hiểu biết sâu rộng biết Lục Trường Sinh đang cảm ngộ ý cảnh. Nhưng, với kinh nghiệm của bọn họ, nếu muốn cảm ngộ một loại ý cảnh thì thường phải hao phí rất nhiều thời gian. Cần phải suy tính cẩn thận, từ từ suy xét. Cuối cùng sau khi tích lũy nhiều ngày mới có thể cảm ngộ được ý cảnh. Dưới một vài tình huống, khi rơi vào trong đốn ngộ hoặc là gặp may ngộ ra, linh cảm trong não vực bùng nổ thì có lẽ có thể cảm ngộ được ý cảnh trong một hai ngày. Nhưng cuộc so tài ở trên võ đài mới được bao lâu chứ, có thể cảm ngộ được ý cảnh gì? Lục Trường Sinh lợi dụng thời gian so tài với những thần tàng khác ở trên võ đài, chính là muốn cảm ngộ ý cảnh. Cho dù Lục Trường Sinh có các sự tích như truyền kỳ, thì cũng vẫn khiến người khác cảm thấy không khả quan lắm. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh, đã trôi qua nửa canh giờ, vù, một giây sau, trên người Lục Trường Sinh tản ra một loại khí thế. Khí thế này là ý cảnh, đây là một loại ý cảnh do cổ thần chân truyền cảm ngộ, chỉ là bây giờ đã diễn hóa thành lĩnh vực mà thôi. Nửa canh giờ, chỉ nửa canh giờ, lục sư huynh đã cảm ngộ được một loại ý cảnh đây là ngộ tính kinh người tới mức nào sao có thể chứ mới có nửa canh giờ đã cảm ngộ được một lĩnh vực hoàn toàn mới hẳn là trước đó đã cảm ngộ sơ qua rồi đi rất nhiều đệ tử đều không dám tin dù là tận mắt nhìn thấy với tốc độ này đúng là yêu nghiệt nếu là thật vậy thì đoàn chừng nhận thức của bọn họ sắp sụp đổ rồi nhưng sự thật chính là sự thật qua thêm nửa canh giờ nữa ầm trên người Lục Trường Sinh lại xuất hiện một ý cảnh hoàn toàn mới. Đây là ý cảnh loại thứ hai. Hơn nữa, cũng vẫn là lĩnh vực dung hợp trên người cổ thần. Thời khắc này, rất nhiều đệ tử đều há to miệng. Thì ra, đây mới là thiên tài thật sự. Vậy mà lại là thật, cảm ngộ ý cảnh dễ như ăn cơm uống nước ấy, cuối cùng bây giờ ta cũng biết, tại sao thời gian tu hành của Lục sư huynh lại ngắn vậy, như lại có thể trở thành thần tàng đỉnh cao, thậm chí còn có hy vọng với đạo cơ. Ngộ tính này, đúng là khó mà tưởng tượng nổi vượt khỏi tầm hiểu biết của ta rồi thật sự có ngộ tính đáng sợ như vậy ư nửa canh giờ đã cảm ngộ được một loại ý cảnh trong lòng rất nhiều đệ tử dấy lên sóng to gió lớn quả thực không dám tin vào mắt mình nhưng cảnh tượng trước mắt xảy ra rất chân thực hơn nữa còn là ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người không chỉ có một người nhìn thấy thực ra không chỉ các đệ tử dưới võ đài người kinh ngạc nhất vẫn là thiên tông tam kiếm ở trên đài nhất là cổ thần hai loại ý cảnh lục trường sinh cảm ngộ trước đó đều là ý cảnh cổ thần đã từng cảm ngộ hơn nữa còn là ý cảnh hai hợp một đối với những ý cảnh này đương nhiên cổ thần hiểu rõ nhất quả thực giống hệt với ý cảnh hắn cảm ngộ điều này khiến cổ thần không dám tin vậy mà lại giống hệt với ý cảnh hai hợp một ta cảm ngộ không thể tin được trên thế giới lại thật sự có võ giả có ngộ tính này nếu lục sư đệ có thể tiếp tục thì thành tích của hắn nào chỉ là đạo cơ được lúc này cổ thần như có thể nhìn thấy thành quả sau này của lục trường sinh không chỉ là đạo cơ mà trên cả đạo cơ thật sự được xưng tông làm tổ trở thành chúa tể đứng đầu làm chấn động toàn bộ cổ vực thậm chí bước lên đỉnh cao võ đạo mà lục trường sinh lại hoàn toàn không quan tâm tới phản ứng của thế giới bên ngoài hắn tập trung tất cả tinh thần để cảm ngộ ý cảnh một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ cuối cùng hơn ba canh giờ sau lục trường sinh mở mắt ra bảy loại ý cảnh hai hợp một Lục Trường Sinh rất vui mừng. Lần này thu hoạch được rất lớn. Bảy loại ý cảnh hai hợp một có thể tách ra thành 14 loại ý cảnh, có thể diễn hóa ra 14 loại lĩnh vực, mở rộng 14 dặm não vực. Thu hoạch như vậy có thể nói là cực lớn. Cổ sư huynh, Liễu sư huynh, Hàn sư huynh, cảm ơn ba vị sư huynh đã thành toàn. Lục Trường Sinh nói xong rồi đi xuống võ đài. Đám người lập tức tách ra một con đường. Lục Trường Sinh đi thẳng ra ngoài. Mãi đến khi bóng dáng của Lục Trường Sinh đã biến mất, dường như rất nhiều đệ tử dưới võ đài hồi lâu sâu vẫn chưa phản ứng lại. Lĩnh vực 2 hợp 1, chưa tới 4 canh giờ. Cổ thần, Liễu Pháp và Hàn Thiên Phóng, ý cảnh hai hợp một bọn họ đã từng cảm ngộ, bây giờ đều bị lục trường sinh học hỏi rồi, sau này thật sự có thể diễn hóa ra lĩnh vực y hệt ư. Từ ý cảnh tới lĩnh vực, thực ra cũng rất khó. Ở phương diện cảm ngộ ý cảnh, lục sư huynh dĩ nhiên có ngộ tính hơn người, nhưng muốn diễn hóa ra nhiều lĩnh vực như vậy, rất khó nhưng sao ta lại cảm thấy lục sư huynh căn bản không bận tâm tới chuyện diễn hóa lĩnh vực có thể nào có lẽ đối với lục sư huynh mà nói chỉ cần cảm ngộ được ý cảnh là có thể diễn hóa lĩnh vực rồi không nếu phải nói thì người khác là không thể nhưng với lục sư huynh thì quả thực có khả năng này rất nhiều đệ tử đều đưa mắt nhìn nhau trong lời nói tràn đầy sự thán phục biểu hiện vừa rồi của lục trường sinh thật sự đã đổi mới hiểu biết về thiên tài của bọn họ thiên tài tương tự như lục trường sinh dường như chẳng có võ giả nào sánh được chẳng trách có thể lĩnh ngộ lĩnh vực năm hợp một thấy ngộ tính đáng sợ đó của lục trường sinh đừng nói là lĩnh ngộ lĩnh vực năm hợp một cho dù sau này lục trường sinh lĩnh ngộ sáu hợp một bảy hợp một tám hợp một thậm chí là chín hợp một lĩnh vực thì đoán chừng đệ tử của cổ vực thiên tông cũng chẳng bất ngờ lắm lục trường sinh lại làm chấn động toàn bộ cổ vực thiên tông lần này thật sự là chấn động khiến vô số đệ tử kinh ngạc cách tu hành này của lục trường sinh cho dù những võ giả khác muốn học cũng chẳng học nổi ngộ tính của đệ tử bình thường không đủ để chống đỡ nổi kiểu tu hành này của lục trường sinh lúc này lục trường sinh đã về tới động phủ cảm chi lĩnh vực của hắn bao trùm quanh phạm vi 10 dặm đối với chấn động của các đệ tử cổ vực thiên tông đương nhiên lục trường sinh biết rõ ngộ tính bại lộ rồi thực ra trước đó lục trường sinh đã nghĩ qua kiểu lén trộm này không giấu nổi dù sao ý cảnh lĩnh vực y hệt sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác biết vậy chi bằng thoải mái chủ động thể hiện ra nhưng ngộ tính nhì không thấy sờ không được đừng nói là thần tàng cho dù là đạo cơ thậm chí là trên đạo cơ cũng không cách nào nâng cao ngộ tính dù là ngộ đạo đan trên thực tế cũng không phải nâng cao ngộ tính mà khiến người khác rơi vào trong đột ngộ đột ngộ chính là hiệu quả sử dụng ngộ tính của mình ngộ tính hư vô mờ ảo rất khó tìm ra cách để nâng cao ngộ tính nhưng ngộ tính lại là chỗ dựa lớn nhất của mình với lại thực lực hiện giờ của ta thực ra cũng chẳng sợ bị theo dõi gì đó lục trường sinh có tự tin tuyệt đối đạo cơ không xuất hiện thì hắn chẳng sợ ai cả thậm chí hắn sẽ sớm đúc được đạo cơ đến lúc đó thì càng chẳng sợ thực ra thể hiện ngộ tính xuất sắc cũng có lợi khiến những kẻ rình mò trong bóng tối hoàn toàn dập tắt ý nghĩ lục trường sinh cũng biết tốc độ phát triển của hắn quá nhanh cũng quá truyền kỳ chắc chắn sẽ thu hút một số người theo dõi trong bóng tối chỉ là do lục trường sinh đang ở cổ vực thiên tông nên không có ai dám đối phó với hắn mà thôi nhưng người theo dõi sẽ không ít đi thậm chí có một vài kẻ theo dõi còn đến từ chính nội bộ của cổ vực thiên tông rất nhiều người nghi ngờ liệu có phải lục trường sinh có bí mật gì không ví dụ những loại bảo vật nào đó nhưng bây giờ lục trường sinh chủ động thể hiện ngộ tính đáng sợ ra điều này đã ngăn được miệng của mọi người ngộ tính là do trời sinh ai mà dám cướp ngộ tính của một người chứ không thể nào ngộ tính là thuộc tính duy nhất có sẵn từ khi lục trường sinh phát triển tới nay tất cả mọi việc thực ra đều có thể dùng ngộ tính để giải thích. Đương nhiên, kiểu theo dõi đó chẳng có tác dụng gì cả. Tiếp theo là tách ra ý cảnh, sau đó dùng ngộ đạo đan diễn hóa từng cái một. Bảy loại ý cảnh dung hợp tách ra thành 14 loại ý cảnh, nếu diễn hóa toàn bộ thì cần 28 viên ngộ đạo đan. Mỗi một lĩnh vực được ôn dưỡng đến viên mãn trong não vực cần 10 ngày. 14 loại lĩnh vực, vậy thì cần phải ôn dưỡng 140 ngày, sắp xỉ 4 tháng. Lục trường sinh tính toán thời gian. 4 tháng, ôn dưỡng bảy loại lĩnh vực dung hợp hai hợp một quả thực rất lời do đó lục trường sinh tiếp tục bế quan một tháng hai tháng ba tháng bốn tháng lục trường sinh bế quan không hỏi thế sự nhưng có người lại không đợi nổi nữa lôi thiên đô chân truyền hàng đầu của hoàng thiên tông từ sau khi nhận được ủy thác của hoàng cửu phong trưởng lão lôi thiên đô vẫn luôn chú ý tới lục trường sinh muốn tìm cơ hội giải quyết lục trường sinh nhưng vừa đợi chính là bốn tháng Lục Trường Sinh hoàn toàn không có ý định rời khỏi cổ vực Thiên Tông. Điều này khiến Lôi Thiên Đô rất khó giải quyết. Tuy hắn có lòng tin có thể giết chết Lục Trường Sinh, nhưng chẳng lẽ lại xông vào cổ vực Thiên Tông? Điều đó căn bản là không thể. Còn bắt trước từ Hạo Thiên đi chặn cửa cổ vực Thiên Tông, thực ra nghĩ kỹ thì hơn nửa là không giết được Lục Trường Sinh. Dù sao, ở cửa cổ vực Thiên Tông, nếu có cường giả đạo cơ âm thầm bảo vệ, cho dù đánh bại Lục Trường Sinh, muốn giết chết hắn cũng rất khó khó bảo đảm cường giả đạo cơ sẽ không ra tay cứu giúp bỏ đi đưa chiến thư hy vọng lục trường sinh tuổi trẻ khí thịnh đừng không dám ứng chiến chỉ vì danh tiếng chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông của ta lôi thiên đô cũng hết cách bây giờ chỉ có thể đưa chiến thư hẹn chiến còn lục trường sinh có ứng chiến hay không lôi thiên đô cũng chịu hắn chỉ có thể thử xem thậm chí hắn cũng hy vọng lục trường sinh có thể có dũng khí như trong lời đồn bên ngoài có lẽ có thể chấp nhận cuộc hẹn chiến của hắn nhưng bản thân lôi thiên đô cũng biết rõ khả năng này rất nhỏ dù sao thì danh tiếng chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông của hắn quá lớn đôi lúc danh tiếng quá lớn cũng không thể coi là một chuyện tốt vì để giết chết lục trường sinh lôi thiên đô đã nhiều lần trì hoãn thời gian độ kiếp tâm linh đúc đạo cơ của mình hắn không thể đợi thêm nữa cùng lúc đó trong động phủ của lục trường sinh cổ vực thiên tông thành công rồi bảy loại lĩnh vực dung hợp hai hợp một tất cả đều đã viên mãn trên mặt lục trường sinh lộ ra vẻ thỏa mãn hắn lập tức tập trung lực chú ý điều động bảng thuộc tính ký chủ lục trường sinh não vực 55 dặm ngộ tính 674 bốn phương ca tụng tâm kiếm chân ngôn quyết 45% tiến độ ngọc sắc tâm kiếm não vực của lục trường sinh đã đạt tới 55 dặm thực ra có thể đi xin một viên đá chấn giới nữa nhưng lục trường sinh đang bế quan nên không đi xin đá chân giới não vực 55 dặm tới gần não vực trăm dặm thêm một bước nữa rồi. Còn lĩnh vực, Lục Trường Sinh thống kê qua, trước mắt hắn có 11 loại lĩnh vực hai hợp một, một loại lĩnh vực năm hợp một, một vài lĩnh vực bình thường. Nói cách khác, nếu bây giờ Lục Trường Sinh cố hết sức ứng phó, chỉ riêng sức mạnh lĩnh vực đã có thể nghiền nát 150 tầng lĩnh vực. Đây là một con số đáng sợ. Chiến lực của Lục Trường Sinh tăng vào thẳng tới mức độ khiến đa số thần tàng khó mà đuổi kịp. Sánh ngang với 150 tầng lĩnh vực. Điều này đáng sợ tới mức nào? Trên lý thuyết, nếu là lĩnh vực bình thường, võ giả thần tàng đỉnh phong chỉ nuôi dưỡng 100 tầng lĩnh vực mà thôi. Đương nhiên, bởi vì có sự tồn tại của lĩnh vực dung hợp, cho nên cũng có thần tàng chiến lược vượt qua 100 tầng lĩnh vực. Nhưng chắc chắn, bọn họ đều được liệt vào top 5 thậm chí là top 3 của đạo cơ giữ khuyết bảng. Nên đi tìm những đệ tử chân truyền khác để so tài hữu nghị, từ đó cảm ngộ lĩnh mới thôi. Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi động phủ. Lúc hắn đi tới đại điện chân truyền thì lại bị trưởng lão gọi lại. Lục Trường Sinh, ở đây có một chiến thư, đến từ Lôi Thiên Đô của Hoàng Thiên Tông, trước đó ngươi đang bế quan nên không quấy rầy ngươi, bây giờ ngươi xuất quan rồi, chiến thư này vẫn nên giao vào tay ngươi. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Với danh tiếng bây giờ của hắn mà vẫn có thần tàng dám khiêu chiến hắn sao? Đợi đã, Lôi Thiên Đô là kẻ được mệnh danh là chân truyền đứng đầu của Hoàng Thiên Tông ư? Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên linh quang, như thể hắn đã nhớ ra gì đó. Cái tên Lôi Thiên Đô này, chính là kẻ có tiếng tăm lừng lẫy dù sao chân truyền đứng đầu của hoàng thiên tông chẳng phải là thần tàng bình thường gì đó tốt lắm là chân truyền đứng đầu của hoàng thiên tông thực ra có lẽ lôi thiên đô đã có thể thử đúc đạo cơ bất cứ lúc nào nhưng do tâm linh có khuyết điểm nên không dám độ kiếp tâm linh lần này hắn chủ động khiêu chiến ngươi có lẽ là do hoàng cửu phong gây cản trở trưởng lão của đại điện chân truyền nhắc nhở chuyện giữa lục trường sinh và từ hạo thiên ai ai cũng biết thậm chí chuyện đó còn khiến hoàng cửu phong sư phụ của từ hạo thiên ghi hận trong lòng đây vốn chẳng phải là bí mật gì. Top một chân truyền của Hoàng Thiên Tông, danh tiếng lớn thật đấy. Nếu hắn đã muốn ra mặt, vậy thì như hắn mong muốn đi. Lời của Lục Trường Sinh khiến biểu cảm của trưởng lão đại điện chân truyền hơi cứng lại. Hắn đã nhắc nhở rõ ràng như vậy rồi. Tội gì phải đại chiến với cường giả như lôi thiên đô chứ, đó là mạo hiểm đấy. Tại sao Lục Trường Sinh vẫn ứng chiến? Đúng là tuổi trẻ. Trưởng lão lắc đầu. Tuổi trẻ khí thịnh lại còn từng là thần cương thứ nhất, truyền kỳ nghịch phạt thần tường dù lục trường sinh có ngộ tính cao hơn nữa có giỏi hơn nữa cũng sẽ bị danh lợi kéo xuống bây giờ hơn nửa là đã đâm lao thì phải theo lao một bức chiến thư đã khiến lục trường sinh không thể từ chối lục trường sinh ngươi có cần suy nghĩ thêm một chút không ngươi vừa thăng lên thần tàng cho dù không ứng chiến cũng chẳng có ai nói gì ngươi đâu trưởng lão trầm giọng nói làm phiền trưởng lão rồi trong lòng đệ tử đã có tính toán giọng điệu của lục trường sinh bình tĩnh nhưng thái độ lại rất kiên quyết được rồi ta sẽ lấy danh nghĩa của cổ vực Thiên Tông thay ngươi chấp nhận khiêu chiến của Lôi Thiên Đô. Nhưng, mấy chuyện vụn vặt như thời gian, địa điểm chiến đấu, còn có các quy tắc cứ giao cho điện chân truyền. Ngươi yên tâm, ngươi là đệ tử của điện chân truyền cổ vực Thiên Tông, điện chân truyền sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nếu ngươi thật sự nắm chắc thắng Lôi Thiên Đô thì e rằng Hoàng Thiên Tông sẽ trở thành trò hề của toàn cổ vực, cũng coi như là áp chế được Hoàng Thiên Tông một chút." Trưởng lão cười nói, "Lôi Thiên Đô không phải người bình thường." thậm chí từ Hạo Thiên và Lôi Thiên Đô, lại hoàn toàn là một trời một vực. Lục Trường Sinh có thể ngăn cản Lôi Thiên Đô thì được, còn đánh bại thậm chí là giết Lôi Thiên Đô thì trưởng lão chưa từng nghĩ tới. Đó chính là một chuyện viển vông, người cả gan hơn nữa cũng không dám nghĩ. Lục Trường Sinh không giải thích, giải thích nhiều hơn cũng vô dụng, tất cả vẫn phải nhìn vào thực lực. Đến lúc đó hắn giết Lôi Thiên Đô đi là được. Đệ tử nghe theo sắp xếp của tông môn, Lục Trường Sinh hành lễ với trưởng lão hắn vẫn rất yên tâm về cổ vực thiên tông dù sao tuy bây giờ hắn không phải là top một chân truyền của cổ vực thiên tông nhưng lại là đệ tử chân truyền có tiềm lực cao nhất cổ vực thiên tông chắc chắn sẽ không để hắn chịu thiệt sau đó lục trường sinh quay về động phủ lẳng lặng chờ đợi sắp xếp của tông môn động phủ của lôi thiên đô hoàng thiên tông một bức chiến thư lẳng lặng đặt trước mặt hắn bên trên có câu trả lời của cổ vực thiên tông thế mà lại đồng ý lời ước chiến của ta ư trong mắt Lôi Thiên Đô lộ ra tia sáng, vẻ mặt lại trở nên hơi quái dị. Thế mà Lục Trường Sinh lại thật sự đồng ý. Chẳng lẽ đệ tử chân truyền đứng đầu của Hoàng Thiên Tông là hắn không uy danh hiển hách như trong tưởng tượng của hắn? Chỉ một người mới tấn chức thần tàng mà cũng dám chấp nhận lời ước chiến của hắn ư? Trong lúc nhất thời, trong lòng Lôi Thiên Đô có một cảm giác quái dị. Hắn vừa hy vọng Lục Trường Sinh đồng ý lời khiêu chiến, lại cảm thấy Lục Trường Sinh đồng ý làm hắn tức giận. Loại cảm giác này vô cùng phức tạp và kỳ quái lôi thiên đô nghe nói lục trường sinh đã đồng ý lời ước chiến của ngươi rồi hả lúc này hoàng cửu phong mở miệng thật ra hoàng cửu phong đã đọc qua bức chiến thư này rồi hơn nữa hắn còn lập tức tới tìm lôi thiên đô hoàng trưởng lão không phải ngươi đã đọc bức chiến thư này rồi à ta thật sự không ngờ lục trường sinh lại đồng ý lời ước chiến của ta lôi thiên đô chậm rãi lên tiếng hừ bồn trưởng lão đã hỏi thăm từ trước rồi lục trường sinh đó một đường tu hành rất thuận lợi thậm chí lấy yếu thắng mạnh là chuyện bình thường hắn từng nghịch phạt thần tàng chính là một ví dụ điển hình. Có lẽ hắn đã không thèm để các thần tàng khác vào mắt từ lâu. Có lẽ trong mắt Lục Trường Sinh, đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông chỉ giống như Từ Hạo Thiên và Ô Thanh Y sẽ bị hắn giết chết, làm uy danh của hắn được mở rộng thêm lần nữa. Thật ra Hoàng Cửu Phong đã điều tra kỹ càng về Lục Trường Sinh, làm uy danh của hắn được mở rộng thêm lần nữa. Ánh mắt của Lôi Thiên Đô trở nên lạnh lùng, hắn đột nhiên đứng dậy. Ba ngày sau, quyết đấu trên núi Thiên Long quyết định thắng thua. Hoàng trưởng lão, nếu ta đánh bại Lục Trường Sinh, chắc chắn sẽ thừa thắng sông lên, cố gắng giết chết hắn, nhưng nếu ta bị cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông ngăn cản thì không thể trách ta được. Đến lúc đó, dù Lục Trường Sinh không chết thì đá Huyễn Tâm cũng là của ta. Hoàng Cửu Phong khẽ gật đầu rồi nói, tất nhiên rồi, ngươi cứ yên tâm giết chết Lục Trường Sinh là được. Còn về những cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông đã có lão phu an bài cao thủ đi ngăn cản, tuyệt đối sẽ không để bọn họ nhúng tay vào cứu Lục Trường Sinh dù sao thì núi thiên long không phải sơn môn của cổ vực thiên tông hoàng cửu phong cũng tràn đầy tự tin được lôi thiên đô không nói nữa mà nhắm hai mắt lại lặng lặng điều chỉnh trạng thái khi tin lục trường sinh và lôi thiên đô ước chiến truyền ra toàn bộ cổ vực đều chấn động đây là chuyện chấn động thật sự bởi vì thần tàng không giống với thần cương thần tàng đã không còn là kẻ yếu nữa và lại lôi thiên đô và lục trường sinh đều không phải thần tàng bình thường Lôi Thiên Đô là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông, người đứng thứ 9 trên đạo cơ dự khuyết bảng. Mà đây còn là xếp hạng một năm trước. Nghe nói năm nay Lôi Thiên Đô vẫn luôn cố gắng tăng thực lực, não vực đã đạt tới trăm dặm, gần như đã bước một chân vào cảnh giới đạo cơ. Thậm chí hắn đã có thể xem như một nửa cường giả đạo cơ. Lục Trường Sinh lại càng truyền kỳ hơn. Hắn là thần cương đứng đầu cổ vực, từng nghịch phạt thần tàng, giết chết Từ Hạo Thiên, Ô Thanh Y, Hoa Thiên Thường và các cường giả trên đạo cơ dự khuyết bảng càng dùng thực lực của bản thân giết chết hai mươi mấy vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bảng có thể nói là thiên tài đứng đầu đang chậm rãi dâng lên trong toàn bộ cổ vực với thiên phú này sau này đúc thành đạo cơ gần như là chuyện chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì trận chiến giữa lôi thiên đô và lục trường sinh gần như có thể nói là trận chiến lớn giữa hai vị cường giả đạo cơ tương lai đại biểu cho hai môn phái võ đạo bá chủ là hoàng thiên tông và cổ vực thiên tông đủ loại nhân tố tổng hợp lại làm cho vô số người cảm thấy hứng thú về trận chiến giữa hai người bọn họ thậm chí ngay cả những tiên sư, chân quân của hệ thống tiên đạo đều cảm thấy rất hứng thú. Ba ngày sau, trên núi Thiên Long sẽ diễn ra trận chiến giữa Lôi Thiên Đô và Lục Trường Sinh, một trận chiến quyết định thắng thua, thậm chí còn quyết định cả sống chết. Gì vậy, ngươi không biết Lục Trường Sinh là ai hả? Hắn chính là thiên tài đứng đầu của cổ vực Thiên Tông trong mấy năm nay, đã từng nghịch phạt thần tàng, được xưng là thần cương đứng đầu. Giết chết các cường giả trên đạo cơ giữ khuyết bảng là từ Hạo Thiên, Hoa Thiên Thường, Ô Thanh Y, đang vô cùng nổi bật đó đúng là lục trường sinh đang vô cùng nổi bật thực lực cũng rất mạnh thậm chí còn có lĩnh vực năm hợp nhất nhưng nói về thực lực thì chỉ sợ lôi thiên đô mạnh hơn dù sao thì lôi thiên đô cũng là đệ tử chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông hơn nữa còn giữ vững vị trí đệ tử chân truyền đứng đầu trong nhiều năm trong hoàng thiên tông không ai có thể lay động hắn vì sao lục trường sinh lại đồng ý lời ước chiến của lôi thiên đô nhỉ chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình có thể chiến thắng lôi thiên đô à vậy thì hắn cũng khinh thường hoàng thiên tông quá rồi Người có thể trở thành đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông đâu phải chỉ có hư dạn. Quan hệ giữa Hoàng Thiên Tông và Cổ Vực Thiên Tông cũng không quá hòa thuận, trên thực tế, đệ tử ở khu vực tầng thứ nhất, khu vực tầng thứ hai, khu vực tầng thứ ba của hai bên đều xảy ra va chạm nhỏ. Bây giờ trận chiến giữa đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông và thiên tài đứng đầu Cổ Vực Thiên Tông càng thu hút sự chú ý của vô số người. Thú vị thật đó, ta nhất định phải đi xem mới được. Đông đảo tiên sư, đạo quân của hệ thống tiên đạo đều muốn đi xem trận chiến này chỉ trong ba ngày tin tức này đã truyền khắp toàn bộ cổ vực nhưng ba ngày cũng rất ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt thời gian đã đến ba ngày sau núi thiên long vốn là một ngọn núi hùng vĩ nó nằm giữa cổ vực thiên tông và hoàng thiên tông thuộc về vùng đất trung tâm nên khi tới núi thiên long lực ảnh hưởng của cả hai tông môn lớn đều giảm xuống rất nhiều bình thường núi thiên long khá là quạnh quẽ không có ai tới đây nhưng ba ngày gần đây một làn sóng võ giả tiên sư đều dũng mãnh tràn tới gần núi thiên long không cần nói cũng biết mục đích của bọn họ là gì. Không biết qua bao lâu, vèo, một bóng người chậm rãi đi tới núi Thiên Long từ phương hướng Hoàng Thiên Tông. Đó là, lôi thiên đô đã tới. Quả nhiên lời đồn về lôi thiên đô của Hoàng Thiên Tông không giả, tinh khí thần vô cùng no đủ, mượt mà. Giống như đang vận sức chờ phát động, tràn ngập nhuệ khí, chắc chắn não vực đã đạt tới trăm dặm, bước một chân vào cảnh giới đạo cơ. 30 năm trước, ta đã từng gặp lôi thiên đô một lần. Lúc ấy, lôi thiên đô còn làm đâu chắc đấy, một bước một dấu chân, dốc lòng tu hành trong giai đoạn thần tàng. Ai cũng không ngờ 30 năm sau, Lôi Thiên Đô đã có thể leo lên độ cao vô số võ giả thần tàng mơ ước tha thiết. Lôi Thiên Đô làm việc quá ổn định, một bước một dấu chân, từ trước đến nay chưa từng có ý định thể hiện mũi nhọn. Nhưng chính là một bước một dấu chân like đạt tới độ cao hiện giờ, thậm chí đúc thành đạo cơ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sau trận chiến này, chắc hẳn Lôi Thiên Đô sẽ đúc thành đạo cơ giây phút rất nhiều người nhìn thấy lôi thiên đô suy đoán lúc trước của bọn họ đều được chứng thực so với lời đồn thì lôi thiên đô chỉ có hơn chứ không có kém lôi thiên đô như vậy còn là người đứng thứ 9 đạo cơ dự khuyết bảng nữa không chỉ sợ hắn còn có cơ hội đánh sâu vào hạng ba đạo cơ dự khuyết bảng thậm chí là hạng nhất đương nhiên lục trường sinh không thèm quan tâm đến những hư danh đó một khi đúc thành đạo cơ hắn đâu cần quan tâm tới đạo cơ dự khuyết bảng gì đó nữa chứ lôi thiên đô đi tới núi thiên long rồi nhìn thoáng qua xung quanh sau đó, hắn lập tức nhắm hai mắt lại. Lục trường sinh còn chưa tới nên hắn vẫn phải tiếp tục chờ thêm một lát. Nhưng đây cũng là ưu thế. Nhắm mắt dưỡng thần, dĩ giật đãi lao, điều chỉnh thể xác và tinh thần tới trạng thái tốt nhất. Tuy lôi thiên đô nổi danh là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông. Nhưng hắn vô cùng ổn định như trong lời đồn. Hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan. Hắn sẽ không khinh thường bất cứ ai, đặc biệt là lục trường sinh, người từng sáng tạo ra kỳ tích lôi thiên đô sẽ chỉ hoàn toàn xem lục trường sinh trở thành kẻ địch mạnh trong cuộc đời dốc hết sức ứng phó thời gian chậm rãi trôi qua sắp tới gần giữa trưa nhưng vẫn chưa thấy lục trường sinh đâu bỗng nhiên một bóng dáng loáng thoáng xuất hiện từ phương hướng của cổ vực thiên tông đó là bóng dáng của một nam tử trẻ tuổi hắn bước từng bước không nhanh không chậm đi tới núi thiên long lục trường sinh của cổ vực thiên tông đến rồi cuối cùng cũng đến nhìn dáng vẻ của lục trường sinh hình như không hề căng thẳng chút nào phải biết rằng người hắn phải đối mặt chính là lôi thiên đô đệ tử chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông chỉ phần khí độ này thôi thần tàng bình thường đã khó có thể với tới rồi đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy lục trường sinh danh chấn cổ vực trong lúc nhất thời ánh mắt của rất nhiều người đều rơi xuống trên người lục trường sinh dù lục trường sinh đã bắt đầu danh chấn cổ vực từ cảnh giới thần cương nhưng thời gian danh tiếng của hắn quật khởi quá ngắn ngắn tới nỗi bây giờ tên tuổi của hắn đã truyền khắp cổ vực nhưng số người thật sự từng gặp lục trường sinh lại vô cùng ít ỏi nhưng bây giờ tiên sư cũng được, thần tàng cũng thế. Thậm chí còn có một vài cường giả đạo cơ che giấu đều được gặp Lục Trường Sinh như mong muốn. Lục Trường Sinh bước từng bước đi tới. Hắn vẫn luôn đi tới vị trí cách lôi thiên đô khoảng 10 trượng mới dừng lại, veo, lôi thiên đô mở mắt ra. Giây phút này, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí không dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng. Ánh mắt của lôi thiên đô và Lục Trường Sinh đều vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức cảm xúc của hai người đều không hề thay đổi chút nào bởi vì đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt thậm chí giữa hai người cũng không có bất cứ quan hệ cá nhân nào lục trường sinh ngộ tính và thiên phú của ngươi làm người ta xem thế là đủ rồi nếu ta có thiên phú và ngộ tính như ngươi thì chỉ sợ đã đúc thành đạo cơ từ lâu cũng sẽ không tốn thời gian đến tận bây giờ lôi thiên đô chậm rãi mở miệng vừa mở miệng đã tự diễu không hề có khí thế hùng hổ dọa người nào cả điều này không phù hợp với lôi thiên đô nổi danh lôi thiên đô ngươi làm người ta cảm thấy rất bất ngờ lục trường sinh cũng lên tiếng vậy à có phải ngươi cảm thấy đệ tử chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông là ta vừa gặp mặt đã nói ẩu nói tả sau đó mắt cao hơn đỉnh miệt thị ngươi không không ta không phải người như vậy ta quật khởi từ thấp hèn ngươi cũng bước từng bước đi tới vị trí hôm nay từ thấp hèn ngươi và ta đều biết rõ chúng ta không dễ gì mới có được địa vị ngày hôm nay rất nhiều lúc chúng ta đều thân bất do kỳ tuy trận chiến này không liên quan đến ân oán nhưng liên quan đến sống chết lục trường sinh hiểu lời lôi thiên đồ nói suy nghĩ của đối phương rất rõ ràng cũng nhìn rất rõ ràng lôi thiên đô được người khác ủy thác tất nhiên phải đối phó với lục trường sinh hắn tuyệt đối sẽ không nương tay nhưng cùng với đó lôi thiên đô sẽ tuyệt đối không khinh thường lục trường sinh người như lôi thiên đô khó đối phó hơn từ hạo thiên rất nhiều nhưng nếu đã tới núi thiên long thì lục trường sinh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả dần dần toàn bộ núi thiên long đều trở nên yên tĩnh giống như giữa thiên địa chỉ còn lại hai bóng người là lục trường sinh và lôi thiên đô vậy trong mắt hai người chỉ có đối phương không còn những người khác nữa ngươi có nghĩ tới chuyện con đường của ngươi sẽ cắt đứt trong ngày hôm nay không lục trường sinh bỗng lên tiếng ngươi muốn chặt đứt con đường của ta ư lục trường sinh không nói gì lôi thiên đô chưa từng nghĩ tới vấn đề này dù hắn rất coi trọng lục trường sinh cũng sẽ dốc hết sức ứng phó trận chiến với lục trường sinh nhưng thất bại sao lôi thiên đô thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này hắn đã bước một chân vào cảnh giới đạo cơ đạo của hắn đã sắp thành còn có ai có thể chặt đứt con đường của hắn đây có lẽ có người có năng lực chặt đứt con đường của hắn nhưng người này tuyệt đối không phải là lục trường sinh tâm kiếm chém lục trường sinh không nói nhiều lời vô nghĩa nữa tâm kiếm ôn dưỡng trong não vực của hắn hơi chấn động mấy chục thanh ngọc sắc tâm kiếm lập tức bay ra từ trong não vực rồi gào thét bay về phía lôi thiên đô bí pháp tinh thần lôi thiên đô khẽ mỉm cười hắn không có bí pháp tinh thần nhưng hắn tin rằng bất cứ loại bí pháp tinh thần nào đều không thể lay động tinh thần của hắn. Bởi vì hắn quật khởi từ thấp hèn, bước từng bước đi tới, thứ mạnh nhất chính là ý chí. Ầm ầm ầm. Quả nhiên tâm kiếm đâm vào trong cơ thể đã làm tinh thần Lôi Thiên Đô chấn động kịch liệt. Nhưng tinh thần của Lôi Thiên Đô cô động như một viên đá cứng rắn, dù tâm kiếm của Lục Trường Sinh đâm vào thế nào cũng không thể làm tinh thần của Lôi Thiên Đô lay động. Lục Trường Sinh hơi nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên tâm kiếm của hắn mất tác dụng dù là lần trước đối phó với từ hạo thiên dù đối phương có bí bảo tinh thần là chuông thanh đồng bảo vệ nhưng trên thực tế tâm kiếm của lục trường sinh vẫn có tác dụng chỉ vì có bí bảo tinh thần nên tinh thần của từ hạo thiên mới có thể lập tức khôi phục lại mà thôi nhưng bây giờ tâm kiếm của lục trường sinh đã thật sự mất hiệu quả lôi thiên đô không có bí bảo tinh thần thậm chí còn không có bí pháp tinh thần hắn chỉ dựa vào ý chí tinh thần của mình đã chống đỡ được bí pháp tinh thần của lục trường sinh hay cho một lôi thiên đô không hổ là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông. Lục Trường Sinh khen người từ tận đáy lòng. Hắn biết rõ tâm kiếm chân ngôn quyết khủng bố cỡ nào, nhưng nó lại không thể lay động được tinh thần của một thần tàng. Một khi đã thế, vậy thì không thể đánh bất ngờ nữa, chỉ có thể so đấu lĩnh vực mà thôi. Đây cũng là thủ đoạn mạnh nhất của thần tàng. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh và Lôi Thiên Đô gần như đều phóng thích lĩnh vực ra cùng lúc. Lĩnh vực của hai người lập tức hóa thật từ hư ảo rồi lập tức buông xuống. Ầm 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 lĩnh vực va chạm với lĩnh vực không có gì hoa lệ. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Lĩnh vực khủng bố va chạm, dây dưa, oanh kích. Dư âm đáng sợ minh mông cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lấy hai người làm trung tâm, lực trong phạm vi vài dặm đều bị dư âm lĩnh vực va chạm san thành đất bằng. Đây là uy năng đáng sợ của thần tàng đứng đầu. Lĩnh vựa hóa thật tạo thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Lục trường sinh lập tức phóng thích ra lĩnh vực năm hợp nhất ánh sáng năm màu lóe lên rồi lập tức xuất hiện trong hư không bao phủ về phía lôi thiên đồ lĩnh vực năm hợp nhất ngộ tính thiên phú thật sự làm người ta hâm mộ thế mà có thể lĩnh ngộ lĩnh vực năm hợp nhất nói về ngộ tính ta không bằng người lôi thiên đô cũng tán thưởng từ tận đáy lòng và hâm mộ từ trong nội tâm ngộ tính bực này hắn kém hơn rất nhiều vù lôi thiên đô cũng phóng thích lĩnh vực nhưng lĩnh vực mạnh nhất của hắn lại là lĩnh vực bốn hợp nhất lĩnh vực bốn hợp nhất này vừa xuất hiện vừa tiếp xúc với lĩnh vực năm hợp nhất của lục trường sinh đã dễ dàng sụp đổ bởi vì nhìn thì lĩnh vực bốn hợp nhất và lĩnh vực năm hợp nhất chỉ kém nhau một lĩnh vực nhưng tranh lệch bên trong lại khác nhau như trời với đất là lệch trời vô cùng lớn căn bản không thể vượt qua vậy nên lĩnh vực bốn hợp nhất của lôi thiên đô đã nhanh chóng tan rã tán loạn như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời nhưng tâm niệm của lôi thiên đô hơi lay động lại một loại lĩnh vực nữa buông xuống lĩnh vực ba hợp nhất lĩnh vực ba hợp nhất vừa buông xuống đã kết hợp với lĩnh vực bốn hợp nhất áp chế ngũ hành lĩnh vực của lục trường sinh lĩnh vực ba hợp nhất tương đương với hai mươi tầng lĩnh vực lĩnh vực bốn hợp nhất tương đương với ba mươi tầng lĩnh vực hai loại lĩnh vực chồng lên nhau tương đương với năm mươi tầng lĩnh vực vừa lúc có thể áp chế lĩnh vực năm hợp nhất của lục trường sinh bởi vì lĩnh vực năm hợp nhất chỉ tương đương với bốn mươi tầng lĩnh vực mà thôi dù ngũ hành lĩnh vực của lục trường sinh hỗ trợ lẫn nhau không ngừng sinh sôi dù hai loại lĩnh vực của lôi thiên đô tương đương với năm mươi tầng lĩnh vực nhưng muốn lập tức đánh tan ngũ hành lĩnh vực vẫn có chút khó khăn nhưng ngũ hành lĩnh vực của lục trường sinh bị áp chế lại là sự thật dường như thua cuộc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi phù một trận cuồng phong cùng với sóng biển ngập trời thổi quét đến lĩnh vực dung hợp thủy long quyền lĩnh vực không chỉ có thể xung quanh lập tức trở nên vô cùng đen nhánh giống như đặt mình trong sao trời mơ hồ còn có một thác nước khổng lồ rơi xuống như có thể cọ rửa tất cả lĩnh vực hai hợp nhất tinh không bộc bốc lĩnh vực hai loại lĩnh vực hai hợp nhất trồng lên ngũ hành lĩnh vực của lục trường sinh tương đương với tăng thêm 20 tầng lĩnh vực chỉ trong chớp mắt lĩnh vực lục trường sinh phóng thích tương đương với 60 tầng lĩnh vực lập tức áp chế lĩnh vực của lôi thiên đô bốn loại lĩnh vực dung hợp lôi thiên đô khẽ nheo mắt lại hắn lặng yên tiếp tục tăng thêm lĩnh vực dung hợp hơn nữa còn là lĩnh vực ba hợp nhất tương đương với 70 tầng lĩnh vực lại hình thành áp chế với lục trường sinh hai bên ngươi tới ta đi lĩnh vực trồng lên càng ngày càng nhiều uy thế cũng càng ngày càng khủng bố. Thật ra trên trình độ nào đó, bây giờ hai người đang đối mặt với vấn đề toán học. Số lượng lĩnh vực của ai càng nhiều thì uy năng càng mạnh, càng có thể áp chế đối thủ. Dưới tình huống nếu bí pháp tinh thần không có hiệu quả, thứ thần tàng đứng đầu so đấu với nhau chính là số lượng lĩnh vực. Trên thực tế, phương thức chiến đấu giản dị này mới là thái độ bình thường giữa các thần tàng. Nhưng phương phức chiến đấu giản dị giữa lục trường sinh và lôi thiên đô lại làm nét mặt của võ giả, tiên sư đang quan sát xung quanh trở nên vô cùng nghiêm túc, không hề cảm thấy nhạt nhẽo chút nào. Ngược lại còn tràn đầy hứng thú. Thậm chí trong nội tâm còn hiện lên từng cơn sóng to gió lớn. 70 tầng lĩnh vực, lĩnh vực của lôi thiên đô lại áp chế lục trường sinh rồi. Cái gì, 80 tầng lĩnh vực, không, 90 tầng lĩnh vực, lĩnh vực của lục trường sinh lại chặt chẽ áp chế lôi thiên đô. 100 tầng, không chỉ 100 tầng, mà là 120 tầng. Đây mới là thực lực thật sự của lôi thiên đô ư. Thế mà đã đạt tới 120 tầng lĩnh vực khủng bố, ai có thể địch nổi đây? chỉ sợ người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng cũng chỉ thế thôi đúng không? Gì thế này, 120 tầng lĩnh vực đều không áp chế được lục trường sinh ư. Đây, đây là 11 loại lĩnh vực hai hợp nhất, một loại lĩnh vực năm hợp nhất, vượt qua 150 tầng lĩnh vực. Nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp, không hề trì hoãn. Nhưng không phải lôi thiên đô nghiền áp lục trường sinh mà là lục trường sinh nghiền áp lôi thiên đô. Tương đương với 150 tầng lĩnh vực, chuyện này, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thua rồi, lôi thiên đô đã thua rồi. Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt vậy. Nhưng đây chính là sự thật. Khi Lục Trường Sinh thi triển ra 11 loại lĩnh vực hai hợp nhất và một loại lĩnh vực năm hợp nhất, mọi chuyện đều đã kết thúc. Sẽ không còn bất ngờ nào xảy ra nữa. Lục Trường Sinh đã thi triển tổng cộng 12 loại lĩnh vực dung hợp. 12 loại lĩnh vực dung hợp này thế như chảy tre, nhanh chóng nghiền nát lĩnh vực của Lôi Thiên Đồ. 100 tầng, 80 tầng, 50 tầng, 30 tầng, 10 tầng lôi thiên đô chỉ có thể trơ mắt nhìn lĩnh vực của lục trường sinh mênh mông cuồn cuộn xé nát tất cả lĩnh vực của hắn không thể nào tâm thần của lôi thiên đô chấn động mãnh liệt hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được hắn sẽ thua hơn nữa còn hoàn toàn thua bằng một loại phương thức không hề có năng lực ngăn cản trốn gần như là bản năng lôi thiên đô lập tức nghĩ tới việc chạy trốn hắn đường đường là đệ tử chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông thậm chí đã bước một bước vào cảnh giới đạo cơ sao hắn có thể chết ở đây được Thua không đáng sợ. Dù có thua cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đúc thành đạo cơ. Nhưng nếu chết thì con đường của hắn sẽ bị chặt đứt như lời nói vừa rồi của lục trường sinh vậy. Đạo cơ gì đó không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Vậy nên, lôi thiên đô lập tức bóp nát Najifu. Đây cũng là lá át chủ bài để hắn bảo vệ tính mạng của mình. Trên cơ bản, hễ là võ giả thần tàng đứng đầu thì đều sẽ mang theo Najifu bên người. Dù phải trả một cái giá cực đắt, bọn họ đều sẽ mua Najifu bởi vì dù cho lĩnh vực của thần tàng có hóa thật từ hư ảo cũng không thể hoàn toàn ngăn cản na di phù chỉ cần bóp nát na di phù là có thể lập tức dịch chuyển từ đó giữ được tính mạng lúc trước nguyên nhân lục trường sinh có thể giết chết nhiều thần tàng như vậy là vì hắn có tâm kiếm tâm kiếm chân ngôn quyết làm tinh thần của những thần tàng đứng đầu bị chấn động làm đối phương không thể bóp nát na di phù nhưng biện pháp này không làm gì được lôi thiên đô tinh thần của lôi thiên đô vững như núi thái sơn tâm kiếm của lục trường sinh căn bản không thể làm tinh thần của hắn lay động vậy nên lôi thiên đô thuận lợi bóp nát na di phủ một luồng linh lực lập tức bao phủ lôi thiên đô lần này thua thảm không phải kết thúc mà chỉ mới bắt đầu dù phong hoa tuyệt đại cỡ nào không thể trở thành đạo cơ mọi thứ đều uổng công lôi thiên đô không hề đánh mất tự tin ý chí của hắn cực kỳ cứng cỏi thất bại nhất thời không thể làm hắn gục ngã vù nhưng thân hình của lôi thiên đô chợt lóe lên sau đó khuôn mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên thế mà hắn lại không dịch chuyển mà vẫn đứng tại chỗ chuyện gì thế này lôi thiên đô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không không biết từ khi nào trong hư không đã xuất hiện một tầng sáng trắng mỏng manh bạch quang này vừa vặn bao phủ khu vực chiến đấu của lôi thiên đô và lục trường sinh đây là não vực hóa thật lôi thiên đô lập tức hiểu ra đạo cơ có cường giả đạo cơ ra tay can thiệp dù người này không trực tiếp ra tay với lôi thiên đô nhưng dùng não vực can thiệp chính là mấu chốt lĩnh vực của thần tàng không thể ngăn cách na di phù nhưng não vực hóa thật lại có thể ngăn cách nơi bị não vực bao phủ na di phù căn bản không có tác dụng trung dự ngươi dám một giọng nói tức muốn học máu truyền đến từ trong hư không lôi thiên đô cũng nghe ra đây là giọng nói của trưởng lão hoàng cửu phong nhưng đã muộn rồi thật sự đã muộn rồi lục trường sinh gần như không hề do dự một giây nào 150 tầng lĩnh vực đã đâm thủng tất cả lĩnh vực của hắn rồi lập tức rơi xuống người hắn. Không, khuôn mặt Lôi Thiên Đô lộ ra vẻ hoảng sợ, giọng nói vô cùng thê lương. Ầm, lĩnh vực rơi xuống, tiếng kêu thê lương của Lôi Thiên Đô đột nhiên im bặt. Thân hình của hắn cũng lập tức biến thành bột mịn. Lôi Thiên Đô đã chết. Đường Đường là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông, người đứng thứ 9 trên đạo cơ dự khuyết bảng, não vực trăm dặm, bước một chân vào cảnh giới đạo cơ lại đã chết. Hơn nữa còn bị Lục Trường Sinh mạnh mẽ chém chết ngay trước mặt bao nhiêu người. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp đề phòng, yên lặng. Toàn bộ núi Thiên Long lập tức trở nên yên lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bùng, khí thế, khí thể khủng bố lập tức bùng nổ. Không phải một luồng khí thế, mà ba luồng khí thế che trời làm toàn bộ võ giả trên núi Thiên Long đều cảm thấy rét lạnh từ trong nội tâm, đạo cơ, chắc chắn là cường giả đạo cơ. Thậm chí còn tràn ngập sát ý che trời lấp đất thổi quét về phía Lục Trường Sinh trung dự ngươi tự tiện nhúng tay giết chết đệ tử chân truyền của hoàng thiên tông ta hoàng thiên tông ta thể không bỏ qua lục trường sinh phải chết tiếng gầm giận dữ cuồn cuộn lao đến như lôi đình cùng lúc đó một luồng não vực che trời cũng lập tức hóa thật người ta tay chính là hoàng cửu phong trong chớp mắt khi lôi thiên đô bị lục trường sinh giết chết hoàng cửu phong cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng cùng với đó chính là mừng như điên vậy nên hắn đã lập tức ra tay dù có trung dự hắn cũng không sợ bởi vì lần này hắn không tới một mình mà còn có hai cường giả đạo cơ khác của hoàng thiên tông nữa bây giờ điện chủ điện chấp pháp của cổ vực thiên tông là trung dự tự tiện nhúng tay vào trận chiến giữa lục trường sinh và lôi thiên đô chứng cứ vô cùng xác thực hoàng cửu phong cũng không cần phải cố kỵ điều gì nữa hắn bắt buộc phải giết chết lục trường sinh đây là cơ hội nghìn năm có một hoàng cửu phong đã không ra tay thì thôi nhưng vừa ra tay đã dùng toàn lực hoàng cửu phong chỉ bằng ngươi thôi à trung dự bước một bước não vực khủng bố lập tức đánh tan não vực của hoàng cửu phong tuy hai người đều là đạo cơ nhưng giữa đạo cơ và đạo cơ vẫn có sự chênh lệch đặc biệt là trung dự và hoàng cửu phong trung dự chính là điện chủ điện chấp pháp của cổ vực thiên tông quyền cao chức trọng có thực lực vô cùng mạnh trong toàn bộ cổ vực thiên tông còn hoàng cửu phong chỉ là trưởng lão đạo cơ bình thường mà thôi chênh lệch giữa hai bên rất lớn nhưng hoàng cửu phong lại không hề sợ hãi sắc mặt của hắn trở nên âm trầm rồi nói với hai đồng bạn bên cạnh đại trưởng lão ngươi đã thấy rồi đó cổ vực thiên tông khinh người quá đáng trung dự dùng thân phận đạo cơ ra tay đối phó với đệ tử chân truyền của hoàng thiên tông ta hiển nhiên chuyện này đã vi phạm quy tắc nếu hoàng thiên tông ta không đáp trả lại thì sao có thể dừng chân trong cổ vực được nữa đây một lão giả đứng bên cạnh hoàng cửu phong nhìn trung dự với ánh mắt bình tĩnh rồi lạnh nhạt nói trung dự ngươi đã đi quá giới hạn nét mặt của trung dự có hơi nghiêm trọng đại trưởng lão của hoàng thiên tông không phải chỉ có hư danh hắn là cường giả đứng đầu trong cảnh giới đạo cơ ngay cả trung dự đều phải tập trung toàn bộ tinh thần. Đại trưởng lão, ta tin rằng ngươi cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi. Trung mỗ không trực tiếp nhúng tay vào trận chiến giữa lục trường sinh và lôi thiên đô, mà chỉ buông não vực xuống, giam cầm khu vực này mà thôi. Đồng nghĩa với việc xây cho hai người bọn họ một cái lôi đài. Chẳng lẽ làm vậy cũng vi phạm quy tắc ư? Đại trưởng lão của Hoàng Thiên Tông không nói gì. Cảnh tượng vừa rồi, hắn nhìn rất rõ ràng. Đúng là như Trung Dự nói, hắn chỉ giam cầm khu vực này chứ không ra tay với lôi thiên đồ thậm chí não vực còn không có bất cứ tác dụng áp chế nào với lôi thiên đồ có trách thì chỉ trách lôi thiên đô không mạnh bằng người ta hiển nhiên là trung dự không muốn làm hắn sử dụng na di phù để chạy trốn nhưng đây vốn là ước chiến không thể tránh khỏi tử thương giảo biện đại trưởng lão trung dự chỉ đang giảo biện mà thôi hiển nhiên hành động này của hắn đã làm cho lôi thiên đô tử vong nếu không lôi thiên đô hoàn toàn có thể chạy câm miệng đại trưởng lão quá to tiếng quát này lập tức làm hoàng cửu phong ngây người vẻ mặt của đại trưởng lão có vẻ rất tức giận nhưng lại không giống có ý định ra tay với trung dự hoàng cửu phong thân là trưởng lão ngươi lại xúi dục đệ tử chân truyền ước chiến làm đệ tử chân truyền tử vong ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm lão phu sẽ tự điều tra rõ chuyện này từ đầu đến cuối y đại trưởng lão liếc nhìn trung dự thật sâu bằng ánh mắt lạnh như băng cuối cùng lại nhìn thoáng qua lục trường sinh sau đó hắn dẫn đám người hoàng cửu phong rời đi biến mất không thấy tam hơi lục trường sinh nhìn thấy trung dự trong hư không bèn chắp tay hành lễ rồi nói cảm ơn điện chủ lục trường sinh biết rõ nếu hôm nay trung dự không ra tay thì hắn có thể đánh bại lôi thiên đô nhưng tuyệt đối không thể giết chết đối phương huống hồ trên thực tế trung dự ra tay cũng không dễ dàng như vậy đối phương cũng phải mạo hiểm đại trưởng lão của hoàng thiên tông đều đang nhìn nên hành động của trung dự cũng hơi mạo hiểm thứ hắn muốn bắt được chính là lỗ hồng dù đại trưởng lão của hoàng thiên tông vô cùng bất mãn với trung dự nhưng lại không thể trực tiếp ra tay với hắn. Bởi vì đại trưởng lão đại biểu cho Hoàng Thiên Tông không có lý do tuyệt đối đã trực tiếp ra tay với điện chủ điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông sẽ tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ. Không sao, không diệt cỏ tận gốc, sân phong thổi lại sinh. Nếu đã ước chiến với lôi thiên đô thì phải dốc hết sức giết chết đối phương, không để lại hậu hoạn. Phương diện này ngươi làm rất tốt, nắm được cơ hội duy nhất. Trung dự thật sự rất hài lòng. Hắn cũng rất thưởng thức lục trường sinh nếu không phải tốc độ lục trường sinh quật khởi quá nhanh bây giờ đã chém chết lôi thiên đô có hy vọng trở thành đạo cơ thì hắn thật sự muốn nhận đối phương làm đệ tử thân truyền hoàng cửu phong lục trường sinh khẽ nhíu mày lại sao thế ngươi còn muốn giết chết hoàng cửu phong nữa à đạo cơ và thần tàng không giống nhau có lẽ ngươi có thể nghịch phạt thần tàng khi còn ở thần cương nhưng thần tàng muốn nghịch phạt đạo cơ là chuyện gần như không thể nào não vực hóa thật là sự thay đổi về chất nhưng hoàng cửu phong chỉ là một tên đạo cơ bình thường chờ ngươi đúc thành đạo cơ, tìm một lý do là có thể giết hắn. Còn bây giờ ấy à, Hoàng Cửu Phong ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn là hắn sẽ không thể rời khỏi Hoàng Thiên Tông trong một khoảng thời gian dài. Hắn đã không thể rời khỏi Hoàng Thiên Tông, ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ gây chuyện nữa. Những lời này đều là trung dự truyền âm giao lưu với Lục Trường Sinh. Bây giờ, Lục Trường Sinh mới cảm thấy yên tâm. Trung dự nhìn có vẻ không hề cổ hủ chút nào. Nên giết thì giết. Sát phạt quyết đoán, không hề do dự ngay cả khi đối mặt với Hoàng Thiên Tông cũng vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi đã quá nổi bật rồi, ngươi cần phải lắng động lại, khiêm tốn một thời gian. Lần này quay về Sơn Môn, ngươi hãy bế quan một khoảng thời gian đi. Đạo cơ dự khuyết bảng sẽ nhanh chóng sắp xếp lại thứ tự một lần nữa, tranh thủ tăng não vực lên 90 dặm sớm một chút, xông lên đạo cơ dự khuyết bảng. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu rồi nói, cần tuân mệnh lệnh của điện chủ. Thật ra bản thân Lục Trường Sinh cũng biết rõ trong khoảng thời gian này hắn đã quá nổi bật bây giờ còn giết chết đệ tử chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông là lôi thiên đô hiển nhiên chuyện này sẽ khiến cho toàn bộ cổ vực chấn động càng vào lúc này thì lục trường sinh càng phải khiêm tốn trẻ nhỏ dễ dạy trung dự âm thầm gật đầu hắn thật sự vô cùng hài lòng về lục trường sinh hắn tin rằng không bao lâu nữa cổ vực thiên tông chắc chắn sẽ có thêm một vị đạo cơ thậm chí là đạo cơ đứng đầu trung dự đã rời đi lục trường sinh nhìn thoáng qua vị trí lôi thiên đô từng đứng trên mặt đất vậy mà còn có một vài thứ không biến thành bột mịn hắn trực tiếp vươn tay thu mấy thứ này lại sau đó cũng nhanh chóng rời đi nhưng núi thiên long không hề trở nên vắng lặng ngược lại còn rộn ràng hơn dường như vô số người vẫn đang đắm chìm trong trận chiến lục trường sinh chém chết lôi thiên đô vừa rồi đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần lôi thiên đô thật sự đã chết rồi sao chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng được lục trường sinh mới lên cảnh giới thần tàng sao hắn có thể chém chết lôi thiên đô được cơ chứ đó chính là đệ tử chân truyền đứng đầu không thể tranh luận của Hoàng Thiên Tông đó. Dựa vào thực lực hiện giờ của Lục Trường Sinh, gần như cũng là đệ tử chân truyền đứng đầu của vực Thiên Tông đúng không? Não vực của hắn còn chưa đạt tới 90 dặm đã có thể giết chết người bước một chân vào cảnh giới đạo cơ là lôi thiên Đô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta tuyệt đối không tin. 11 loại lĩnh vực dung hợp, chỉ nghĩ thôi đã làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Lôi thiên đô chết quá oan ức, đã bước một chân vào đạo cơ, 8-9 phần có thể đúc thành đạo cơ, sao lại tới ước chiến với lục trường sinh cơ chứ? Giờ thì phải trả giá bằng cả tính mạng của mình rồi. Hoàng Thiên Tông cũng tổn thất nặng nề, lôi thiên đô vừa chết, Hoàng Thiên Tông gần như đã mất đi một vị cường giả đạo cơ. Nhất định phải nhớ kỹ cái tên lục trường sinh của cổ vực Thiên Tông. Sau này nếu có gặp được hắn ở khu vực tầng thứ hai của cổ vực thì phải tránh xa, không thể chọc vào. Đạo cơ dự khuyết bảng sắp sắp xếp lại thứ tự rồi, não vực của lục trường sinh chưa đến 90 dặm, không biết hắn có thể được liệt kê vào đạo cơ dự khuyết bảng không. Chuyện này đúng là chưa từng có tiền lệ, trên lý thuyết thì Lục Trường Sinh hẳn là sẽ không được liệt kê vào Đạo Cơ Dữ Khuyết bảng, nhưng hắn quá xuất sắc, đều đã giết chết Lôi Thiên Đô, không được vào bảng thì Đạo Cơ giữ Khuyết bảng còn quyền uy gì nữa. Nếu thật sự muốn đưa hắn vào Đạo Cơ giữ Khuyết bảng thì không biết hắn sẽ đứng thứ mấy nhỉ? Là thay thế Lôi Thiên Đô, hay là trực tiếp leo lên top 3, thậm chí là đứng đầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả trên núi Thiên Long đều đang bàn tán về vấn đề thứ tự của Lục Trường Sinh trên Đạo Cơ Dữ Khuyết bảng còn về lôi thiên đồ ấy á không cần biết lúc sống hắn kinh tài tuyệt diễm thế nào nhưng bây giờ hắn đã chết vậy mọi thứ đều sẽ trở thành số không không ai sẽ quan tâm tới một người chết trong động phủ của lục trường sinh cổ vực thiên tông lục trường sinh đang xem vài thứ mình lấy được từ trên người lôi thiên đồ trong đó hiển nhiên thứ làm hắn chú ý nhất chính là một viên đá đặc biệt đây là đá huyễn tâm lục trường sinh nhìn thấy trên tảng đá có khắc một chữ nhỏ hắn chưa từng nghe nói tới đá huyễn tâm nhưng đây không phải chuyện khó khăn gì hắn đi thẳng tới sảnh hối đoái một chuyến rồi lấy đá huyễn tâm ra ánh mắt của trưởng lão sảnh hối đoán lập tức sáng ngời không ngừng nói về đủ loại tác dụng của nó sau khi quay về động phủ lục trường sinh nhìn đá huyễn tâm với ánh mắt vô cùng hài lòng đá huyễn tâm này chính là bí bảo phụ trợ tâm linh hiếm thấy ở cổ vực bất cứ bí bảo gì về tâm linh đều vô cùng quý giá chuông đồng lục trường sinh có được lúc trước chính là bí bảo tinh thần vô cùng quý báu bây giờ lại có được đá huyễn tâm hắn cũng đã biết được tác dụng của nó từ chỗ trưởng lão sảnh hối đoái. Thế mà nó có thể xây dựng một ảo cảnh hoàn chỉnh. Từ đó, lần lượt rèn luyện tâm linh của mình trong ảo cảnh. Hoặc là đền bù tiếc nuối trước kia trong tâm linh của mình, từ đó làm tâm linh viên mãn. Nghe nói não vực của lôi thiên đô đã chăm dặm, nhưng tâm linh khiếm khuyết, chỉ sợ không thể vượt qua kiếp nạn tâm linh. Nhưng có viên đá huyễn tâm này, đối phương hẳn là có thể đền bù khuyết điểm của tâm linh, từ đó vượt qua kiếp nạn tâm linh. Tiếc là hắn đã chết dù hắn chắc chắn có thể đúc thành đạo cơ thì cũng đã bị lục trường sinh chặt đứt con đường tan biến thành mây khói tiếp theo phải dốc hết sức cảm ngộ lĩnh vực tranh thủ mở rộng não vực đến trăm dặm sớm chút còn về phương diện tâm linh lúc trước tâm linh của ta vốn không có khiếm khuyết gì huống hồ bây giờ lại có thêm đá huyễn tâm có thể trải qua mọi chuyện trước kia một lần nữa trong ảo cảnh đền bù tiếc núi bây giờ lục trường sinh đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông con đường đạo cơ cơ bản đã hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt hắn không còn bất cứ trở ngại nào nữa lĩnh vực dung hợp lần này lôi thiên đô có sáu loại lĩnh vực dung hợp một loại bốn hợp nhất hai loại ba hợp nhất ba loại hai hợp nhất chỉ mỗi lĩnh vực dung hợp thôi đã tương đương với trăm tầng lĩnh vực rồi khó trách hắn lại tràn ngập tự tin như thế trong cảnh giới thần tàng thực lực trăm tầng lĩnh vực cộng thêm một vài lĩnh vực bình thường thật sự có thể hoành hành không cần cố kỵ lục trường sinh thấp giọng lẩm bẩm nhưng bây giờ đều lợi cho lục trường sinh tuy ngộ tính của hắn vẫn luôn chưa thể đạt tới một vạn từ đó lột xác, nhưng ngộ tính vẫn luôn đang tăng lên. Tuy tốc độ tăng thông thả, nhưng tăng ngộ tính cũng có hiệu quả. Bây giờ ngộ tính của Lục Trường Sinh đã hơn 6 gần 7. Tất nhiên không giống lúc hắn mới chỉ có 3 điểm ngộ tính rồi. Hắn chỉ đánh với Lôi Thiên Đô một trận, nhưng đã có thể nhớ kỹ đủ loại lĩnh vực đối phương thi triển. Lúc này, Lục Trường Sinh nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn, 6 loại lĩnh vực dung hợp Lôi Thiên Đô từng thi triển đều hiện ra sinh động như thật. Trong đầu lục trường sinh rơi vào trạng thái cảm ngộ một lần rồi lại một lần đúng thế chính là cảm ngộ ký ức dựa vào ngộ tính của hắn rất dễ để cảm ngộ chỉ mấy canh giờ sau vù trên người lục trường sinh lập tức hiện ra một loại ý cảnh xa lạ thành công rồi hắn mở mắt ra trên mặt nở nụ cười chuyện còn lại là phải tách ra rồi lần lượt diễn hóa thành lĩnh vực chuyện này cần sử dụng tác dụng của ngộ đạo đan mà bây giờ điểm cống hiến của lục trường sinh đầy đủ có thể dùng ngộ đạo đan như ăn cơm. Thời gian nhoáng lên, hơn 5 tháng đã trôi qua, vèo, lục trường sinh mở mắt ra. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng, nhưng cũng có một tia mệt mỏi. Cuối cùng cũng thành công ôn dưỡng loại lĩnh vực cuối cùng đến viên mãn. Trong hơn 5 tháng qua, lục trường sinh vẫn luôn dốc hết sức cảm ngộ lĩnh vực. Cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng cảm ngộ được toàn bộ lĩnh vực của lôi thiên đô, một loại lĩnh vực 4 hợp nhất, hai loại lĩnh vực 3 hợp nhất và ba loại lĩnh vực 2 hợp nhất, thậm chí còn ôn dưỡng đến viên mãn. Tổng cộng 6 loại lĩnh vực được tách ra thành ý cảnh, có thể diễn hóa ra 16 loại lĩnh vực, tương đương với mở rộng thêm 16 dặm não vực. Lục Trường Sinh lập tức mở giao diện thuộc tính ra xem xét tình hình hiện giờ. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Não vực, 71 dặm. Ngộ tính, 757, bốn phương ca tụng. Tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 61%, ngọc sắt tâm kiếm. Não vực của hắn đã mở rộng đến 71 dặm. Hơn nữa, Lục Trường Sinh lại xin thêm 3 viên đá chân giới dung nhập vào bên trong não vực. Bây giờ, hắn chỉ mất 7 ngày là có thể ôn dưỡng một loại lĩnh vực đến viên mãn. Đúng thế, giảm từ 10 ngày tới 7 ngày. Thật ra càng về sau, hiệu quả giảm thời gian ôn dưỡng của đá chân giới càng chậm. 7 viên đá chân giới, thời gian ôn dưỡng lĩnh vực chỉ cần 7 ngày. Hiện giờ, não vực đã 71 dặm, nói cách khác, ta còn thiếu 29 loại lĩnh vực nữa là có thể mở rộng não vực đến trăm dặm. Xem ra, chỉ cần mấy tháng nữa là não vực có thể đạt tới trăm dặm tiếc là ngộ đạo đan gần như không còn hiệu quả nữa lần bế quan này lục trường sinh vốn định mở rộng não vực đến trăm dặm trong một lần luôn tiếc là ngộ đạo đan đã mất tác dụng dù hắn đi tìm những đệ tử chân truyền khác để luận bàn học trộm lĩnh vực dung hợp cũng không có tác dụng gì ngộ đạo đan không còn hiệu quả lục trường sinh rất khó rơi vào trạng thái ngộ đạo không ngộ đạo tuy ngộ tính của hắn khủng bố nhưng không thể diễn hóa một loại ý cảnh thành lĩnh vực trong vòng một ngày thật ra Trước kia hắn cũng từng nghĩ tới loại khả năng này, hắn đã đoán trước được từ lâu rồi. Sau khi sử dụng từ 100 viên Ngộ Đạo đan trở lên sẽ xuất hiện tình huống Ngộ Đạo đan mất hiệu lực. Cụ thể là 100 bao nhiêu viên thì mỗi người mỗi khác. Có vài người dùng 200 viên Ngộ Đạo đan vẫn còn tác dụng, có vài người chỉ mới dùng 90 mấy viên đã mất hiệu lực. Lục Trường Sinh tính thử, thật ra bắt đầu từ khi hắn dùng viên Ngộ Đạo đan đầu tiên đến bây giờ, tổng số Ngộ Đạo đan hắn dùng đã vượt qua 100 viên đến bây giờ mới mất hiệu quả cũng xem như không tệ thuộc về phạm vi bình thường không có ngộ đạo đan không thể rơi vào trạng thái ngộ đạo không phải không thể diễn hóa ra lĩnh vực có điều sẽ mất rất nhiều thời gian lục trường sinh cảm thấy không có lời lại diễn hóa lĩnh vực sẽ mất rất nhiều thời gian còn không bằng đi tìm một vài kỳ vật có thể mở rộng não vực còn về thực lực thì thật ra bây giờ lĩnh vực của hắn đã đủ dùng bây giờ hắn có một loại lĩnh vực năm hợp nhất một loại lĩnh vực bốn hợp nhất hai loại lĩnh vực ba hợp nhất 14 loại lĩnh vực hai hợp nhất, tổng cộng 18 loại lĩnh vực dung hợp, lực lượng bùng nổ hơn 250 tầng lĩnh vực. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trong cảnh giới thần tàng, Lục Trường Sinh thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể so sánh với hắn. Vô địch trong cảnh giới thần tàng. Đây không phải một câu giả dối. Hùng, nên đi ra ngoài rồi. Ngay người trong động phủ sẽ không tìm thấy bất cứ tin tức gì về kỳ vật mở rộng não vực. Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi động phủ hắn suy nghĩ một lát rồi đi thẳng tới sảnh nhiệm vụ trong sảnh nhiệm vụ rất nhiều đệ tử đều sẽ giao lưu một vài tin tức trong đó có lẽ sẽ có một vài tin tức liên quan đến kỳ vật mở rộng não vực nhưng khi hắn đi tới sảnh nhiệm vụ hắn lại phát hiện ra bên trong biển người tấp nập vô số đệ tử đều ùa vào bên trong chuyện gì mà lại đông đúc vậy nhỉ lục trường sinh khẽ nhíu mày cảm thấy hơi thắc mắc nhân khí của đại điện nhiệm vụ vẫn luôn rất cao bình thường cũng rất rộn ràng nhưng hôm nay là lần đầu tiên xảy ra tình trạng biển người tấp nập chật như nêm cối có chuyện gì xảy ra à chỉ là lục trường sinh không cần thi triển cảm chi lĩnh vực đã có thể nghe thấy tiếng bàn tán của một vài đệ tử hôm nay là ngày đạo cơ giữ khuyết bảng đổi mới mỗi năm một lần không biết lần này cổ vực thiên tông chúng ta có bao nhiêu người lên bảng ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu người lên bảng nhưng vài vị sư huynh chân truyền vốn nằm trên đạo cơ giữ khuyết bảng chắc chắn sẽ có mặt điểm này không có bất cứ vấn đề gì Bây giờ quan trọng là xem Lục Trường Sinh sư huynh có thể lên bảng không, nếu lên bảng thì có thể đứng thứ mấy. Ta cảm thấy chắc sẽ không lên bảng đâu, Lục Trường Sinh sư huynh rất mạnh, nhưng não vực chưa tới 90 dặm hẳn là sẽ không làm đạo cơ dự khuyết bảng thay đổi quy tắc, đặc biệt thay đổi vì Lục sư huynh. Hi hi, chuyện này thì chưa chắc nhé, mục đích thành lập đạo cơ dự khuyết bảng là gì? Còn không phải là vì các môn phái lớn muốn kích thích các võ giả thần tàng xông lên, đúc thành đạo cơ à? Lục Trường Sinh sư huynh kinh tài tuyệt diễm giết chết bao nhiêu cường giả trên đạo cơ giữ khuyết bảng như thế nếu còn cố chấp với thứ gọi là quy tắc thì đạo cơ giữ khuyết bảng sẽ mất đi ý nghĩa của nó ngươi có dám nói lục sư huynh chỉ có lực chiến mạnh không thành đạo cơ được không đúng thế chắc hẳn lục sư huynh có thể lên đạo cơ giữ khuyết bảng không biết có thể đứng thứ mấy thời gian dần tới gần càng ngày càng có nhiều đệ tử thảo luận kịch liệt bọn họ đều là thành viên của cổ vực thiên tông dù là thần cương thần tàng cũng không thể tâm như nước lặng bọn họ cũng tò mò cũng muốn giành chiến thắng. Đạo cơ dự khuyết bảng này chính là chuyện lớn mỗi năm diễn ra một lần, thậm chí có thể nói là chuyện lớn nhất trong toàn bộ cổ vực. Đương nhiên bọn họ phải chú ý tới rồi. Đặc biệt là lần này còn liên quan đến một vị đệ tử chân truyền truyền kỳ của cổ vực Thiên Tông, thế nên càng thu hút vô số đệ tử của cổ vực Thiên Tông hơn. Hóa ra hôm nay là ngày công bố đạo cơ dự khuyết bảng. Lục Trường Sinh bừng tỉnh. Đúng là trùng hợp. Hắn vẫn luôn bế quan tu hành, căn bản không chú ý tới đạo cơ dự khuyết bảng lần này nếu không phải ngộ đạo đan mất hiệu lực thì chắc chắn hắn vẫn sẽ tiếp tục bế quan thật ra lục trường sinh đã từng tìm hiểu về đạo cơ dự khuyết bảng sức ảnh hưởng của nó thật sự vô cùng to lớn hơn nữa cũng vô cùng quyền uy trên cơ bản rất ít xảy ra lỗi mỗi năm công bố đạo cơ dự khuyết bảng một lần đều sẽ thu hút ánh mắt của toàn bộ cổ vực một đạo cơ dự khuyết bảng một chút cơ dự khuyết bảng trên cơ bản bao quát hai hệ thống lớn của võ đạo và tiên đạo lục trường sinh cũng cảm thấy hứng thú Hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc đạo cơ giữ khuyết bảng có liệt kê hắn trên bảng không, bởi vì theo quy tắc thì não vực của hắn chưa đạt đến trăm dặm, không có tư cách xếp vào bảng. Nhưng hắn lại liên tục giết chết cường giả trên bảng. Đặc biệt là giết chết Lôi Thiên Đô, đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông đã làm toàn bộ cổ vực chấn động. Phải biết rằng, Lôi Thiên Đô không chỉ là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông mà còn là người đứng thứ 9 trên đạo cơ dự khuyết bảng. Có thể nói là uy danh hiển hách. Mấy trăm năm gần đây mười vị thần tàng đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng gần như chưa từng có ai ngã xuống chỉ có đánh sâu vào đạo cơ thất bại chứ không có ai bị giết chết nhưng bây giờ lôi thiên đô lại bị lục trường sinh giết chết còn giết chết ngay trước mắt bao người chuyện này tạo thành lực đánh sâu vào vô cùng to lớn với toàn bộ cổ vực chắc chắn đạo cơ giữ khuyết bảng sẽ đau đầu thời gian chậm rãi trôi qua cuối cùng tới buổi trưa đây là thời gian công bố đạo cơ giữ khuyết bảng tin tức trong sảnh nhiệm vụ linh thông nhất thậm chí còn có phân bảng của đạo cơ giữ khuyết bảng hiện ra ù chỉ thấy trong sảnh nhiệm vụ tất cả cái tên trên đạo cơ giữ khuyết bảng khổng lồ đều trở nên mơ hồ ngay sau đó ánh sáng vàng kim lóa mắt tỏa ra những cái tên bắt đầu xuất hiện khi ánh sáng vàng biến mất đạo cơ giữ khuyết bảng đã được công bố mọi người vừa liếc nhìn đã thấy cái tên trên cùng đạo cơ giữ khuyết bảng cũng là cái tên to nhất trước kia cái tên này cơ bản đều là cùng một người sẽ không thay đổi nhưng bây giờ thì khác người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng lục trường sinh của cổ vực thiên tông yên tĩnh toàn bộ sảnh nhiệm vụ đều vì chuyện này mà trở nên yên tĩnh trong đại điện có mấy trăm người thậm chí là hơn một nghìn người vừa rồi còn đang vô cùng ầm ĩ bây giờ lại yên lặng một cách quỷ dị như có thể nghe thấy tiếng kim rơi tất cả mọi người đều mở to đôi mắt ngây ngốc nhìn cái tên vô cùng to lớn kim quang bắn ra khắp nơi giống như trấn áp tất cả thần tàng trên đạo cơ giữ khuyết bảng lục trường sinh của cổ vực thiên tông xếp thứ nhất đạo cơ dự khuyết bảng dù là người to gan hơn nữa chỉ sợ cũng sẽ không ngờ loại chuyện này sẽ xảy ra trên đạo cơ dự khuyết bảng si sao yên lặng ngắn ngủi lập tức bị phá vỡ vô số đệ tử bắt đầu ngạc nhiên cảm thán đứng đầu người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng lại là đệ tử chân truyền của cổ vực thiên tông chúng ta thậm chí còn là lục trường sinh sư huynh nữa ư không thể tưởng tượng nổi quá không thể tưởng tượng nổi mấy trăm năm qua cổ vực thiên tông chúng ta có vô số đệ tử chân truyền được đứng trên đạo cơ dự khuyết bảng nhưng xếp hạng cao nhất cũng chỉ đứng thứ hai, bây giờ lục sư huynh lại đứng đầu ư. Người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng đó, thật sự khó có thể tin được, não vực của lục trường sinh sư huynh còn chưa đạt tới 90 dặm, sao có thể đứng thứ nhất được. Bây giờ lục trường sinh sư huynh đã chấn áp tất cả thần tàng. Lúc trước, khi lục sư huynh còn ở cảnh giới thần cương đã chấn áp một thế hệ, bây giờ lên tới thần tàng cũng chấn áp một thế hệ. Chỉ sợ, sau này điểm cuối của lục sư huynh không chỉ là đạo cơ. Trên đạo cơ, rất nhiều đệ tử phải cảm thán vì quá ngạc nhiên. Âm thanh quanh quẩn hết đợt này đến đợt khác trong đại điện. Vèo, dường như lúc này mới có người phát hiện ra lục trường sinh. Lục trường sinh sư huynh kìa. Hắn cũng tới đây. Nhường đường, để lục sư huynh nhìn rõ đạo cơ giữ khuyết bảng hơn. Vì thế, đám người vốn đang chen chúc lập tức tránh ra một con đường. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người lục trường sinh. Có hâm mộ, có ngạc nhiên, có ghen ghét, có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Thật ra Lục Trường Sinh không cần đến gần để xem. Bởi vừa rồi, cảm chi lĩnh vực của hắn đã nhìn thấy đạo cơ giữ khuyết bảng. Nhưng nhiều người như vậy nhường ra một con đường, đương nhiên Lục Trường Sinh cũng phải biết cảm ơn. Vì thế, hắn bước từng bước đi vào trong đám người, vẫn luôn đi thẳng tới phía trước đạo cơ giữ khuyết bảng. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn người đứng thứ hai trên đạo cơ dự khuyết bảng. Hạ Phi Long của Lưu Vân Tông. Ánh mắt Lục Trường Sinh hiện lên một tia sáng khác lạ. Hắn đã từng nghe nói với Hạ Phi Long. Đối phương là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng, hơn nữa đã vững vàng đứng trên vị trí thứ nhất này 10 năm. Người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng trong vòng 10 năm liên tục, gần như không có bất cứ ai có thể làm lay động vị trí của Hạ Phi Long. Nhưng bây giờ, hắn lại áp chế đối phương, trực tiếp rơi xuống trở thành người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng. Dù sao thì lúc trước, thậm chí Lục Trường Sinh còn chưa được liệt kê vào đạo cơ dự khuyết bảng. Người đứng thứ ba là Tiêu Vô Cực của võ cực môn, trước đây vẫn luôn đứng thứ hai trên bảng chỉ đứng sau hạ phi long nhưng khi lục trường sinh đột nhiên trở thành người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng tiêu vô vực cũng rơi xuống vị trí thứ ba còn người dưới vị trí thứ ba lục trường sinh không có hứng thú tìm hiểu thậm chí trong mắt hắn hắn căn bản không thèm quan tâm tới thứ gọi là đạo cơ giữ khuyết bảng nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra chờ lần công bố đạo cơ giữ khuyết bảng tiếp theo chắc chắn hắn đã biến mất trên bảng bởi vì lúc đó lục trường sinh đã đúc thành đạo cơ trở thành cường giả đạo cơ rồi hắn đâu cần quan tâm tới một đạo cơ giữ khuyết bảng nho nhỏ nữa. Lục Trường Sinh xoay người nhìn thoáng qua đông đảo đệ tử trong sảnh nhiệm vụ, trong lòng khẽ động. Đây là một cơ hội tốt. Thật ra, trong nhiều đệ tử như vậy chắc cũng có không ít đệ tử chân truyền. Có đệ tử nào có tin tức về kỳ vật mở rộng não vực không? Nếu các ngươi không thể tranh đoạt hoặc không có niềm tin tranh đoạt những kỳ vật đó thì có thể liên hệ với Lục Mỗ. Lục Mỗ sẽ ra mặt tranh đoạt kỳ vật, đến lúc đó, tự nhiên mọi người có thể được chia phần. Ai có ý định này có thể tới động phủ của ta bàn bạc thêm. Lục Trường Sinh nói rồi lập tức ra khỏi đám người. Sau khi Lục Trường Sinh biến mất, các đệ tử trong sảnh nhiệm vụ nhìn nhau. Phần lớn đệ tử ở đây đều là đệ tử cảnh giới thần cương nên thật ra cũng không có nhu cầu gì trên phương diện kỳ vật mở rộng não vực. Nhưng trong đó vẫn có một vài đệ tử chân truyền. Nghe vậy, trong lòng bọn họ cũng đang cân nhắc. Thực lực của Lục Trường Sinh đúng là rất khủng bố, là người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng. Tuy đạo cơ dự khuyết bảng không chỉ xem lực chiến mà tổng hợp các phương diện, nhưng trong cảnh giới thần tàng, hẳn là không có bao nhiêu người có thể địch nổi hắn. Có lẽ thật sự có thể cùng đi tranh đoạt kỳ vật với Lục Trường Sinh. Lần trước Thiên Tông Tam Kiếm cũng kéo Lục Trường Sinh cùng tranh giành thương vân kỳ quả, thu hoạch của người nào người nấy đều phong phú. Có lẽ tìm Lục Trường Sinh liên thủ tranh đoạt kỳ vật là một cách hay. Nếu có Lục Trường Sinh, có lẽ thật sự có thể thử tranh đoạt kỳ vật ở nơi đó. Suy nghĩ của những đệ tử chân truyền này bắt đầu lung lay. Trọng lượng của người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng rất nặng. Người có tên, cây có bóng. Có đạo cơ dự khuyết bảng chứng minh, đương nhiên Lục Trường Sinh sẽ làm rất nhiều đệ tử chân truyền tin phục. Trong lúc nhất thời, thật sự có người suy nghĩ mình có nên hợp tác với Lục Trường Sinh một lần hay không. Dù sao thì đây cũng là hợp tác cùng có lợi, nhưng hợp tác với ai cũng được, quan trọng là tin tức về kỳ vật có thể mở rộng não vực. Nếu không có tin tức về kỳ vật thì cũng chẳng làm được gì. Lúc này, Lục Trường Sinh đã quay về động phủ. Hắn định chờ đợi một khoảng thời gian, xem xem có người chủ động tới cửa tìm hắn hợp tác không. Về chuyện đạo cơ giữ khuyết bảng, Lục Trường Sinh biết sẽ gây ra chấn động, nhưng có lẽ hắn đã coi thường lực ảnh hưởng của nó rồi. So với cổ vực Thiên Tông chấn động, phấn chấn thì Hoàng Thiên Tông lại im ắng. Công bố đạo cơ dự khuyết bảng cũng là một chuyện lớn với Hoàng Thiên Tông. Rất nhiều đệ tử đều đi tới sảnh nhiệm vụ chờ đợi đạo cơ giữ khuyết bảng công bố. Nhưng giây phút đạo cơ dự khuyết bảng to lớn ấy công bố, trong sảnh nhiệm vụ của Hoàng Thiên Tông lại trở nên yên ắng bọn họ đều ngây ngốc nhìn cái tên vô cùng nổi bật trên bảng. Lục, Lục Trường Sinh, sao người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng lại là Lục Trường Sinh được? Không phải nhầm lẫn gì rồi chứ, ta nhớ rõ não vực của Lục Trường Sinh còn chưa đến 90 dặm, sao hắn có tư cách đứng trên đạo cơ giữ khuyết bảng, thậm chí còn đứng thứ nhất, đứng trên vô số võ giả thần tàng. Sao đạo cơ giữ khuyết bảng có thể tính sai được, người sai chính là chúng ta, hoặc có thể nói rằng chúng ta đã quá coi thường Lục Trường Sinh. Từ Hạo Thiên, Lôi Thiên Đô đều bị hắn giết chết chỉ sợ thực lực và tiềm lực của hắn đều đã được đạo cơ giữ khuyết bảng tán thành thậm chí đè trên hạ phi long tiêu vô cực lúc trước hạ phi long tiêu vô cực chính là người đứng đầu và đứng thứ hai sao bọn họ có thể cam tâm bị một thần tàng chưa bao giờ vào bảng áp chế được lập trường khác thì ánh mắt nhìn người sẽ khác lục trường sinh đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng lôi thiên đô chết không oan chút nào giờ thì phiền phức rồi nếu đệ tử hoàng thiên tông chúng ta gặp phải đệ tử cổ vực thiên tông thì chỉ sợ sẽ bị đối phương mỉa mai thật ra chuyện này liên quan tới rất nhiều đệ tử, đặc biệt là đệ tử chân truyền. tuy sẽ không gây ra ảnh hưởng thực chất, nhưng người muốn mặt cây muốn vỏ. bọn họ đi ra ngoài sẽ đại biểu cho hoàng thiên tông. nếu gặp phải đệ tử cổ vực thiên tông thì cãi nhau cũng rơi vào thế yếu. điều này thật sự làm bọn họ cảm thấy hơi khó chịu. nhưng khó chịu thì thế nào? chẳng lẽ bọn họ còn dám tới khiêu chiến lục trường sinh chắc? chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. khó chịu cũng phải nhị. thậm chí bọn họ còn cảm thấy mấy năm, mười năm trong tương lai, bọn họ đều sẽ bị đệ tử cổ vực Thiên Tông đè đầu. Sau khi đạo cơ dự khuyết bảng công bố, toàn bộ cổ vực đều tràn ngập tiếng cảm thán vì ngạc nhiên. Động phủ của Tiêu Vô Cực, võ cực môn, một nữ tử xinh đẹp cười và hỏi: "Tiêu sư huynh, lúc trước ngươi còn đứng thứ hai trên đạo cơ dự khuyết bảng, bây giờ lại xuống thứ ba. Ngươi không tò mò về lục trường sinh của cổ vực Thiên Tông à?" Tiêu Vô Cực liếc nhìn nữ tử này một cái rồi nói với giọng điệu bình tĩnh: "Tò mò thì thế nào?" chẳng lẽ ta phải đi khiêu chiến với Lục Trường Sinh à? Ta cũng không phải người si mê võ, đứng thứ hai hay đứng thứ ba không có bất cứ ý nghĩa gì với ta cả. Huống hồ, bây giờ người nên sốt ruột phải là Hạ Phi Long mới đúng. Hắn kiêu ngạo mấy chục năm, thậm chí đè đầu ta mấy chục năm, từ lúc còn ở cảnh giới thần cương đã áp chế ta, kết quả bây giờ lại bị một võ giả thần tàng không biết xuất hiện từ đâu áp chế. Chỉ sợ hắn sẽ phát điên mất, đợi đã, không chừng còn có kịch hay để xem đó. Ánh mắt của nữ tử sáng lên, nàng nói: tiêu sư huynh ngươi nói hạ phi long sẽ tới khiêu chiến lục trường sinh ư chuyện này thì ta không chắc chắn dựa vào tính cách của hạ phi long hẳn là sẽ không thích có người đè đầu hắn nhưng lục trường sinh cũng không phải loại người chỉ có hư danh đối phương đã giết chết từ hạo thiên ô thanh y và lôi thiên đồ đặc biệt là trận chiến với lôi thiên đô hắn chính diện đánh tan sáu loại lĩnh vực dung hợp của đối phương tương đương với trăm tầng lĩnh vực bình thường với thực lực của hắn chỉ sợ hạ phi long cũng không dám nói chắc chắn có thể chiến thắng tiêu vô cực khẽ lắc đầu Hắn và Hạ Phi Long tranh đấu gay gắt vài chục năm nên hiểu rõ tính cách của đối phương. Nhìn qua tính cách của Hạ Phi Long có vẻ nóng nảy, mắt cao hơn đỉnh đầu. Nhưng khi đối mặt với cường giả đứng đầu, đối phương tuyệt đối sẽ vô cùng cẩn thận. Lúc này, Hạ Phi Long được Tiêu Vô Cực nhắc tới cũng đang ở trong động phủ của mình. Trước mặt hắn cũng có một đệ tử chân truyền của Lưu Vân Tông. "Hạ sư huynh, hôm nay đạo cơ dự khuyết bảng công bố, vị trí đứng đầu của ngươi đã bị tên Lục Trường Sinh lúc trước chưa từng xuất hiện trên bảng thay thế." bây giờ lục trường sinh chính là người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng chiếm lĩnh đạo cơ dự khuyết bảng quan sát tất cả thần tàng đệ tử chân truyền này nhẹ giọng nói nhưng hạ phi long lại không có hành động gì có vẻ vô cùng bình tĩnh điểm này dường như không giống hạ phi long bình thường lắm lục trường sinh của cổ vực thiên tông có thể giết chết lôi thiên đô thực lực của hắn đã đứng đầu thần tàng hơn nữa khi còn ở cảnh giới thần cương hắn đã có thể nghịch phạt thần tàng điểm này dù là ta hay tiêu vô cực lúc trước đều không thể làm được bây giờ không biết có bao nhiêu người muốn ta đi khiêu chiến lục trường sinh bọn họ đang chờ trò cười của ta hoặc hắn đúng là buồn cười chẳng lẽ hạ phi long ta là con khỉ để mặc bọn họ đùa nghịch chắc huống hồ người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng có là gì đâu chứ cuối cùng cũng chỉ là thần tàng mà thôi mà ta đã sắp trở thành đạo cơ mời liễu sự đệ về cho ta muốn bế quan đúc thành đạo cơ đệ tử chân truyền họ liễu ngạc nhiên nhìn hạ phi long hiển nhiên những lời vừa thốt ra từ trong miệng hạ phi long làm hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên điều này không phù hợp với tính cách của hạ phi long trong trí nhớ của hắn hạ phi long cũng không có ý định khiêu chiến lục trường sinh ngược lại nhẫn nhịn không cũng không phải nhẫn nhịn hạ phi long chuẩn bị tuyên bố sự tồn tại của hắn bằng một phương thức khác đó chính là đúc thành đạo cơ hạ sư huynh cáo tử đệ tử chân truyền họ liễu nhanh chóng cáo tử rời đi toàn bộ cổ vực thật ra những thần tàng hóng hớt đó đều đang âm thầm bàn tán sôi nổi bọn họ suy đoán hạ phi long có đi khiêu chiến lục trường sinh hay không bởi vì gần như ai cũng biết tính cách của Hạ Phi Long là thế nào. Đó là không chấp nhận được có người mạnh hơn hắn. Hạ Phi Long đã chiếm vị trí người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng hơn 10 năm. Lục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện trực tiếp đè lên đầu hắn. Dựa theo tính cách của hắn, sao có thể im lặng cho qua chuyện được? Thậm chí ngay cả Lục Trường Sinh cũng từng nghe nói đến đủ loại sự tích của Hạ Phi Long. Thậm chí hắn còn cảm thấy đối phương thật sự sẽ tới khiêu chiến hắn. Nhưng ba ngày sau, một tin tức đã chuyển đến từ Lưu Vân Tông. Hạ Phi Long đã thành công đúc thành đạo cơ. Bây giờ, Hạ Phi Long đã không còn ở cảnh giới thần tàng nữa mà đã trở thành cường giả đạo cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ vực đều chấn động. Đạo cơ, thế mà Hạ Phi Long đã đúc thành đạo cơ rồi sao? Hạ Phi Long không hổ là Hạ Phi Long, hắn không tới khiêu chiến lục trường sinh mà dùng phương thức này trả lời mọi người. Hạ Phi Long hắn vẫn chấn áp tất cả thần tàng. Có phải người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng hay không không ảnh hưởng gì tới hắn cả? Mạnh thật, hạ phi long muốn đúc thành đạo cơ là trực tiếp đúc thành đạo cơ chuyện này thật sự khó có thể tin nổi bây giờ vị trí người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng của lục trường sinh đã ổn định hạ phi long đã đúc thành đạo cơ thì chắc tiêu vô cực cũng không mất bao lâu nữa giờ thì không có ai có thể lai động vị trí của lục trường sinh rồi tất cả thần tàng trong cổ vực đều cảm thấy hơi tiếc nuối một trận chiến lớn lại tan biến trong vô hình cổ vực thiên tông trong động phủ của lục trường sinh hắn đang đón tiếp một vị đệ tử chân truyền tên là trương không Trương Không cười nói, "Lục sư đệ, chúc mừng ngươi. Không lâu trước đó Lưu Vân Tông truyền đến tin Hạ Phi Long đã thành công đúc thành đạo cơ. Một khi Hạ Phi Long đúc thành đạo cơ, vậy thì hắn sẽ không tới đây khiêu chiến ngươi nữa. Còn Tiêu Vô Cực vẫn luôn cẩn thận, thực lực không bằng Hạ Phi Long, chắc chắn sẽ không khiêu chiến ngươi. Vị trí người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng của ngươi đã rất vững chắc." Dù đứng trên vị trí này hơn 10 năm giống như Hạ Phi Long cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lục Trường Sinh không tỏ ý kiến. Hắn đã biết tin này nhưng đứng trên vị trí hạng nhất đạo cơ giữ khuyết bảng hơn 10 năm á. Hắn không hứng thú. Người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng mạnh hơn đi nữa cũng chỉ là thần tàng mà thôi. Sao có thể so với đạo cơ được? Lục Trường Sinh không quan tâm cái gọi là người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng. Nhưng hắn sẽ không giải thích. Bởi vì không cần thiết. Những người khác đều hâm mộ hắn có thể ngồi vững trên vị trí top một đạo cơ giữ khuyết bảng. Nếu bây giờ hắn nói mình không thèm quan tâm thì có vẻ hơi dối trá. Đơn giản không giải thích nói chuyện bằng hành động thực tế hắn sẽ tranh thủ đúc thành đạo cơ trong vòng một năm trương không sư huynh lần này ngươi tới đây không chỉ vì truyền tin thôi đúng không lục trường sinh hỏi đương nhiên là không phải lần này ta tới là vì có việc muốn bàn bạc với lục sư đệ ta biết tin tức về kỳ vật có thể mở rộng não vực không biết lục sư đệ có dám đi tranh giành hay không trương không cười và nói kỳ vật gì mà ta không dám đi tranh đoạt trong ánh mắt lục trường sinh cũng hiện lên một tia sáng kỳ lạ tuy hắn không quá quan tâm tới vị trí top một đạo cơ dự khuyết bảng nhưng bây giờ hắn chính là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng hàng thật giá thật ở bên ngoài hắn là người đứng ở vị trí cao nhất trong số toàn bộ võ giả thần tàng cổ vực không ai có thể vượt qua với thực lực như vậy còn có kỳ vật gì hắn không dám tranh đoạt nhưng hiển nhiên trương không sẽ không biết rõ còn cố hỏi chắc chắn có nguyên nhân ta biết có một loại kỳ vật tên là hoa thông linh một bông hoa thông linh có thể mở rộng một sạm não vực theo tin tức ta biết được, nơi đó có rất nhiều hoa thông linh, ít nhất cũng có hơn 20 bông trở lên. Nhưng, nơi đó lại là núi tụ linh. Lời nói của Trương Không lập tức làm Lục Trường Sinh bừng tỉnh. Núi tụ linh, nơi đây không phải nơi võ giả hoạt động. Bình thường, núi tụ linh là khu vực hoạt động của các tiên sư. Tuy không có quy định rõ ràng là không cho phép võ giả bước vào núi tụ linh, nhưng giống như tiên sư hiếm khi đi vào khu vực các võ giả hoạt động, các võ giả cũng hiếm khi tới núi tụ linh một khi tới núi tụ linh ít nhiều gì đều sẽ cảm thấy không tiện thậm chí nếu các võ giả muốn tranh đoạt thiên tài địa bảo thì sẽ làm các tiên sư tức giận đến lúc đó người bọn họ phải đối mặt không chỉ là một hay hai tiên sư về cảnh giới tiên sư cung cấp với thần tàng nhưng tiên sư có rất nhiều thủ đoạn bình thường thực lực của tiên sư cung cấp đều mạnh hơn thần tàng rất nhiều dù lục trường sinh là người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng có thể nói là thần tàng đứng đầu nhưng nếu hắn dám tới núi tụ linh tranh giành hoa thông linh thì vẫn sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên Trương Không mới hỏi hắn có dám đi không? Nếu chỉ có mỗi Trương Không thì bản thân hắn không dám đi. Nhưng nếu có thể kéo thêm Lục Trường Sinh thì khác. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Sinh không trả lời câu hỏi của hắn. Toàn bộ động phủ cũng trở nên yên tĩnh. Sau đó, Lục Trường Sinh bỗng ngẩng đầu nhìn Trương Không. Trương Sư Huynh, có phải ngươi đã quên không nói một chuyện không? Hoa thông linh không phải thiên tài địa bảo bình thường. Lục mỗi nhớ rõ, trong trúc cơ đan làm tiên sư luyện khí điên cuồng có một tài liệu vô cùng quan trọng hẳn chính là hoa thông linh đúng không không có hoa thông linh căn bản không thể luyện chế ra trúc cơ đan lục trường sinh cười như không cười trương không hơi bất ngờ hắn không ngờ lục trường sinh lại biết tài liệu để luyện chế trúc cơ đan trên thực tế tài liệu chủ yếu của trúc cơ đan không phải bí mật gì cả hầu như tiên sư nào cũng biết nhưng hiển nhiên võ giả sẽ không để ý tới tài liệu luyện chế trúc cơ đan cũng do lục trường sinh thi triển cảm chi lĩnh vực nên trong lúc lơ đãng đã do thám được tin tức này lục sư đệ xem ra ngươi là người hiểu rõ đúng thế hoa thông linh chính là một trong những tài liệu chủ yếu của trúc cơ đan vô cùng quý giá ta không cần nói về tầm quan trọng của trúc cơ đan nữa đúng không với tiên sư nếu muốn lên đến trúc cơ thì phải dựa vào trúc cơ đan có lẽ chỉ có thiên linh căn mới không cần đến nhưng tiên sư thiên linh căn nghìn năm không gặp được một người vậy nên tin về hoa thông linh truyền ra vô số tiên sư đứng đầu đều sẽ đi tới đó đặc biệt là những vị tiên sư đứng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng thực lực càng kinh thiên động địa thủ đoạn quỷ dị khó có thể suy đoán nếu là ta thì chắc chắn không dám tới núi tụ linh như lục sư đệ đường đường là người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng có thể nói là thần tàng đứng đầu nếu ngươi tới núi tụ linh thì có lẽ có thể cướp được vài bông hoa thông linh yêu cầu của ta không cao nếu cướp được từ 15 bông hoa thông linh trở lên ta chỉ cần năm bông nếu không thể lấy được 15 bông thì ta không lấy một bông nào cả. Trên thực tế, điều kiện Trương Không đưa ra vô cùng chân thành. 15 bông hoa thông linh trở lên, hắn chỉ lấy 5 bông, Lục Trường Sinh còn giữ được 10 bông. Tương đương với mở rộng 10 dặm não vực. Thật ra như vậy đã rất tốt rồi. Có thể làm não vực của Lục Trường Sinh càng tới gần phạm vi trăm dặm hơn. Nhưng lỡ như cướp được 25 bông hoa thông linh thì sao? Vậy thì Lục Trường Sinh có thể lấy được 20 bông hoa thông linh, trực tiếp mở rộng 20 dặm não vực. Còn về chuyện núi Tụ Linh là địa bàn của tiên đạo ấy à? Lục trường sinh mà sợ tiên sư luyện khí à? Nếu chỉ có 100 tầng lĩnh vực thì có lẽ hắn sẽ sợ. Nếu chỉ có 150 tầng lĩnh vực thì hắn sẽ kiên kỵ. 200 tầng lĩnh vực sẽ tự tin. 250 tầng lĩnh vực, lục trường sinh không cần kiên kỵ gì hết. Đúng là tiên sư luyện khí có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng dưới lĩnh vực dung hợp tương đương với 250 tầng lĩnh vực, bọn họ có thể làm gì đây? Bây giờ ai cũng không biết thực lực thật sự của lục trường sinh. Có lẽ ấn tượng của bọn họ đều dừng lại trên 150 tầng lĩnh vực hắn thi triển ra khi giết chết lôi thiên đồ. Trương Sư Huynh, điều kiện của ngươi rất có thành ý, ta đồng ý tới núi Tụ Linh một chuyến. Lục Trường Sinh chậm rãi lên tiếng. Tuy giọng nói không phập phồng nhưng giọng điệu lại chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Tuy Trương không chỉ cung cấp một vài tin tức, nhưng tin tức này đáng giá năm bông hoa thông linh thì không có gì phải bàn cãi. Trương không biết đại thể, hiểu tiến thối, cũng bằng lòng đánh cược một lần ngược lại làm lục trường sinh phải lau mắt mà nhìn. Đúng là trong những đệ tử chân truyền của cổ vực thiên tông có một vài nhân vật. Hơn nữa, thực lực của trương không cũng không yếu hơn từ hạo thiên là bao. Chắc cũng có thực lực từ 60 tầng đến 80 tầng lĩnh vực. Thực lực như vậy đã có thể nói là đứng đầu thần tàng rồi. Tốt quá, có lục sư đệ giúp đỡ, có lẽ hành trình tới núi tụ linh lần này thật sự sẽ có thu hoạch to lớn. Chuyện này không nên chậm trễ, hoa thông linh đã sắp nở, những tiên sư luyện khí đó đã tới núi tụ linh từ lâu, chúng ta cũng phải khởi hành sớm mới được lục trường sinh khẽ gật đầu rồi nói chuyện này không nên chậm trễ lập tức xuất phát lục trường sinh cũng làm việc nhanh chóng gãy gọn nếu đã quyết định thì không phải do dự gì nữa càng nhanh càng tốt được lập tức xuất phát trương không cũng gật đầu vì thế hai người lập tức xuống núi và chạy về phía núi tụ linh núi tụ linh cách cổ vực thiên tông rất xa dù sao cũng là địa bàn của tiên đạo lục trường sinh và trương không lên đường với tốc độ nhanh nhất với tốc độ của hai người bọn họ cũng phải mất 10 ngày mới chạy đến núi Tụ Linh. Trên đường đi tới núi Tụ Linh, càng ngày hai người càng gặp được nhiều tiên sư hơn. Những tiên sư đó đều cảm thấy rất ngạc nhiên về Lục Trường Sinh và Trương Không. Bọn họ không ngờ lại gặp được võ giả trên núi Tụ Linh. Nhưng các tiên sư cũng không quan tâm tới hai người bọn họ, bởi vì các tiên sư mắt cao hơn đỉnh đầu, cao cao tại thượng. Đặc biệt là khi so sánh với võ giả, tiên sư vẫn chiếm hết ưu thế, dù là thần tàng, tiên sư cũng không để vào mắt. Lục Trường Sinh và Trương Không đều không quan tâm. Các tiên sư không quan tâm tới bọn họ càng tốt. Bọn họ càng có thể nhanh chóng tới chỗ hoa thông linh trên núi tụ linh hơn. Khoảng mấy canh giờ sau, Trường Không dừng lại. Đến nơi rồi, trong hang động phía trước mọc một lượng lớn hoa thông linh. Nhưng có vẻ chúng ta đến hơi muộn, số lượng tiên sư trong hang động nhiều đến đáng sợ, phiền phức rồi đây. Suy đoán ban đầu của ta cũng chỉ có khoảng 3 đến 10 tiên sư, nhiều nhất chỉ có 10 tiên sư trên trúc cơ dự khuyết bảng. Nhưng bây giờ, bên trong hang động có mấy trăm tiên sư luyện khí đang tụ tập còn về tiên sư trên trúc cơ dự khuyết bảng ấy à chỉ sợ có mấy chục người thậm chí còn có tiên sư nằm trong top 10 trúc cơ dự khuyết bảng vẻ mặt của trương không hơi khó coi hắn cảm thấy tình thế đã hơi mất khống chế thiên tài địa bảo quan trọng như hoa thông linh một trong những tài liệu chủ yếu của trúc cơ đan sao những tiên sư biết tin lại truyền bá đi khắp nơi vậy cơ chứ dù sao gì càng ít người thì hy vọng cướp được hoa thông linh sẽ càng lớn không lý gì lại đi lan truyền khắp nơi, làm cho số lượng tiên sư tới nhiều không đếm xuể. Nhưng bây giờ lại có mấy trăm tiên sư đang ở trong hang động. Số lượng khủng bố cỡ này. Ngày thường thì không sao. Nhưng một khi hai võ giả bọn họ dám ra tay cướp hoa thông linh, hiển nhiên sẽ làm nhiều tiên sư tức giận. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ bị vô số tiên sư luyện khí vây công. Đây không phải chuyện đùa đâu. Dưới loại tình huống này, bọn họ sẽ chết đó. Lục sư đệ, tình hình thay đổi, Bây giờ chúng ta tới cướp hoa thông linh thật sự quá nguy hiểm Hay là chúng ta quay về Hoa thông linh quan trọng đi nữa Cũng không quan trọng bằng tính mạng của chúng ta Không cần phải liều mạng với mấy trăm vị tiên sư luyện khí này Trương không lên tiếng khuyên nhủ Hiển nhiên là hắn đã có ý định rút lui Dù lục trường sinh là người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng Có thể nói là thần tàng đứng đầu Nhưng đối mặt với mấy trăm tiên sư luyện khí Chỉ sợ thần tàng đứng đầu là lục trường sinh cũng không chống đỡ được Bây giờ quay về ư lục trường sinh khẽ lắc đầu nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh dường như không hề có ý định lùi bước vì mấy trăm vị tiên sư luyện khí trương sư huynh tới cũng tới rồi sao có thể không cướp được huống hồ bây giờ rời đi ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao dù sao hoa thông linh cũng đã nở khi giọng nói của lục trường sinh vang lên trương không cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoa thông linh trong hang động từng bông hoa thông linh vốn vẫn còn là nụ hoa đều chớm nở và bắt đầu chậm rãi nở rộ Điều này có nghĩa là Hoa Thông Linh đã trưởng thành. Lúc này, bên trong hang động, một nhóm tiên sư luyện khí đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra. Hoa Thông Linh đã nở, lập tức hái xuống. Ai dám bước lên một bước, giết không tha. Bần đạo đã bố trí đại trận Tuyệt Linh, ta xem ai dám cướp Hoa Thông Linh với bần đạo. Huyền chân, ngươi dám thi triển đại trận phù bảo phôi ngô. Trong lúc nhất thời, vô số tiên sư tiên phong đạo cốt đều không quan tâm tới dáng vẻ của mình nữa. Một đám đều lộ ra sát khí, vẻ mặt hung ác trận chiến giữa tiên sư và võ giả hoàn toàn không giống nhau. Các loại đại trận, pháp khí, bùa chú, pháp thuật, phù bảo vân vân tán loạn trong không trung và tỏa ra uy năng khủng bố. Chỉ cần tới gần một chút đều sẽ biến thành cho bụi. Đặc biệt là một vài loại phù bảo là bảo vật dùng một lần. Uy năng của nó quả thật kinh thiên động địa, vượt qua bất cứ loại pháp khí nào. Tương đương với pháp bảo dùng một lần. Pháp bảo chính là thứ đứng trên pháp khí. Bình thường, sau khi trúc cơ, trở thành đạo quân mới có thể luyện hóa pháp bảo, sử dụng sức mạnh của pháp bảo. Vậy nên nhìn từ trình độ nào đó, phù bảo tương đương với pháp bảo dùng một lần đã tương đương với thủ đoạn nào đó của đạo quân rồi. Đương nhiên, chỉ tương đương với thủ đoạn nào đó của đạo quân mà thôi. Hoàn toàn không thể so sánh với đạo quân chân chính. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của trường không đều hơi trắng bệch. Dù hắn hiểu rộng biết nhiều, thân kinh bách chiến cũng trưởng thành từ trong những trận chém giết. Nhưng loại thủ đoạn khủng bố của các tiên sư vẫn làm hắn sợ hãi. Lục sư đệ, hay là thôi, giọng nói của trương không đều đang hơi run rẩy nhưng lục trường sinh vẫn không dao động thậm chí hắn còn hơi mỉm cười và nói trương sư huynh đến lượt chúng ta ra tay rồi nhớ kỹ không buông tha cho một bông hoa thông linh nào hái hết cho ta còn về những vị tiên sư luyện khí đó lục mỗ tự nhiên sẽ dốc toàn lực trấn áp lục trường sinh nói rồi trực tiếp bước ra một bước cùng lúc đó thân hình của hắn cũng lóe lên và đi vào trong hang động hơn nữa mỗi một bước trên người hắn lại hiện hóa ra một loại lĩnh vực vù một bước hai bước ba bước lĩnh vực trên người lục trường sinh lập tức buông xuống thần tàng thế mà lại có thần tàng tới núi tụ linh tranh giành hoa thông linh ư đúng là to gan lớn mật một tên võ giả cũng dám đến núi tụ linh từ khi nào mà một thần tàng nho nhỏ cũng dám to gan dám tới núi tụ linh tranh giành hoa thông linh như vậy rồi mấy năm nay đám võ giả đó càng ngày càng kiêu ngạo một tên thần tàng nhỏ bé cũng dám làm sằng làm bậy dù là thần tàng nằm trong top 10 đạo cơ dự khuyết bảng cũng chỉ là gà vườn chó xóm, bị một thanh phi kiếm của tiên sư chúng ta giết chết mà thôi. Hừ, xem phi kiếm của bần đạo trực tiếp đâm thủng lĩnh vực của hắn, giết chết hắn đây. Một đám tiên sư cảm nhận được lĩnh vực của lục trường sinh nên đã lập tức xôi trào. Thậm chí còn vô cùng tức giận. Bọn họ không quen biết lục trường sinh. Cũng không thèm quan tâm tới hắn. Bọn họ chỉ cần biết hắn là một võ giả là được. Tiên sư bọn họ tranh giành hoa thông linh, một tên võ giả thần tàng tới làm gì? Đúng là đang tìm đường chết mà. Núi Tụ Linh không phải nơi con mèo con chó nào cũng có thể đến. Dám tới núi Tụ Linh cướp hoa thông linh, dù là võ giả trên đạo cơ giữ khuyết bảng cũng chỉ có đường chết. Vèo, một thanh phi kiếm tựa như một tia sáng trắng lập tức bay đến. Lục trường sinh hơi nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với phi kiếm. Trước kia, hắn chỉ từng đối mặt với kiếm phủ. Mà phi kiếm là pháp khí chân chính, chứ không phải bùa chú phi kiếm công kích cực kỳ sắc bén lấy đầu người cách nhìn dặm tuy có hơi khoa trương nhưng chỉ cần thần thức cường đại tới mức đủ để chống đỡ trong phạm vi nhìn dặm thì đó không còn là một lời nói hư ảo nữa hơn nữa phi kiếm còn có thể đâm thủng bất cứ vật thể cứng rắn nào bao gồm cả lĩnh vực lĩnh vực của võ giả thần tàng rất mạnh nhưng khi đối mặt với phi kiếm thường thường sẽ vô cùng vất vả phụt phi kiếm sắc bén lập tức xuyên thủng một tầng lĩnh vực trên người lục trường sinh hơn nữa còn là lĩnh vực dung hợp hai hợp nhất một tầng hai tầng, ba tầng. chỉ trong chớp mắt, ba tầng lĩnh vực hai hợp nhất tương đương với ba mươi tầng lĩnh vực bình thường đã bị phi kiếm đâm thủng. đây chính là điểm mạnh của phi kiếm. nhưng lục trường sinh cũng không phải võ giả thần tàng bình thường, chỉ là ba tầng lĩnh vực hai hợp nhất mà thôi, hắn căn bản không thèm để ý, chấn. khi phi kiếm muốn đâm thủng lĩnh vực ba hợp nhất của hắn, lục trường sinh khẽ quát một tiếng, sức mạnh của lĩnh vực ba hợp nhất lập tức tăng vọt, một luồng sức mạnh chấn áp chấn trụ phi kiếm chỉ trong chớp mắt mà xu thế bay tới của phi kiếm cũng đột nhiên khựng lại. Cuối cùng, nó chỉ đâm thủng được ba tầng lĩnh vực hai hợp nhất. Tuy hắn không thể ngăn cản phi kiếm, nhưng trên cơ bản đã tiêu hao hết lực lượng của nó. Muốn đâm thủng lĩnh vực ba hợp nhất căn bản là chuyện không thể nào. "Phi kiếm của ta." Nét mặt của tên tiên sư hiện lên vẻ khiếp sợ, hiển nhiên ánh mắt đã có hơi hoảng loạn. Thế mà phi kiếm của hắn lại bị võ giả thần tàng chính diện trấn trụ. Phải biết rằng không chỉ có một mình hắn ra tay mà còn có rất nhiều tiên sư khác nữa. Đối phương chỉ có một người, sao còn có thể phân tâm chấn áp phi kiếm của hắn được cơ chứ? Rắc, ngay sau đó, phi kiếm đã đứt gãy trong tiếng rắc. A, à, chủ nhân của phi kiếm kêu thảm thiết. Phi kiếm chính là pháp khí bản mệnh của hắn, được tế luyện mấy chục lần. Bây giờ lại bị lục trường sinh làm gãy nên đương nhiên hắn sẽ bị phản phệ. Lục trường sinh nhìn thoáng qua xung quanh, vô số pháp khí, bùa chú, pháp thuật đều lao về phía lĩnh vực của hắn. Hừ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng hắn đã biết cách tốt nhất để đối phó với những tên tiên sư luyện khí này là gì rồi. Đương nhiên là bí pháp tinh thần. Tâm kiếm, chảm. Lục trường sinh khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, ngọc sắc tâm kiếm trong não vực của hắn cũng nhẹ nhàng rung động. Thật ra, ngọc sắc tâm kiếm của lục trường sinh vẫn luôn chậm rãi tăng lên. Tiến độ ôn dưỡng trong não vực đã đạt tới 61%. Đây là một tiến độ cực cao. Ngọc sắc tâm kiếm là bí pháp tinh thần. Thời gian ôn dưỡng trong não vực càng dài, tiến độ càng cao, Vậy thì uy năng sẽ càng mạnh. Ngọc sắc tâm kiếm tiến độ 61% chấn động, sau đó lần lượt biến thành mấy chục thanh ngọc sắc tâm kiếm, lập tức bay vút ra bốn phương tám hướng. Tốc độ của tâm kiếm cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả phi kiếm. Vậy nên một khi kích phát tâm kiếm, gần như không có ai có thể né tránh. Vù 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 vù, vô số thanh ngọc sắc tâm kiếm hoàn toàn đi vào cơ thể những tên tiên sư đó, a, à, đau quá, đau quá đi mất. Đây là thủ đoạn gì? Bí pháp tinh thần đây là bí pháp tinh thần của võ giả cảnh giới thần tàng chết tiệt sao lại có bí pháp tinh thần mạnh như thế chứ pháp lực của ta đều trở nên hỗn loạn một đám tiên sư kêu thảm thiết vì tinh thần chấn động nên mười mấy tiên sư không thể khống chế pháp thuật pháp khí bùa chú được nữa số lượng đòn tấn công lục trường sinh phải chịu lập tức giảm xuống rất nhiều nhưng đây mới chỉ là bắt đầu ngay sau đó lục trường sinh đã dùng toàn lực bùm ánh sáng năm màu lấp lánh ngũ hành lĩnh vực buông xuống ngũ hành lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng sinh sôi. Cộng thêm lực ngũ hành khắc chế lẫn nhau. Thật ra, ít nhiều gì pháp thuật linh lực kim mộc thủy hỏa thổ đều bị ngũ hành lĩnh vực ảnh hưởng. Lục Trường Sinh cũng để lại tới cuối cùng, sau khi đến gần những tên tiên sư này, dưới tình huống hiệu quả của Ngọc Sắc Tâm Kiếm mới phóng thích ra ngũ hành lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Lồng khí hộ thân của một đám tiên sư luyện khí lập tức bị ngũ hành lĩnh vực nghiền nát. Sau đó, những tiên sư luyện khí này trực tiếp bị ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh nghiền nát như những người bình thường, máu tươi, trong hang động toàn là máu tươi. Có thể nói là máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tất cả tiên sư đều ngây người, thậm chí đều dừng lại, không dám tấn công nữa. Bọn họ ngây ngốc nhìn võ giả thần tàng trẻ tuổi đó đã chết, tiên sư đã chết. Không phải chỉ một hai người mà là rất nhiều người. Đếm sơ qua phải có khoảng hơn 10 tiên sư đã tử vong. Nhưng Sao chuyện này có thể xảy ra được? Dù là vừa rồi, khi tranh giành hoa thông linh, các tiên sư đều vung tay đánh nhau, mỗi người thi triển ra thủ đoạn của mình, nhưng cũng không có hơn 10 vị tiên sư chết. Lập tức có nhiều tiên sư chết như vậy là chuyện lớn, chuyện cực kỳ lớn. Hơn nữa bọn họ còn chết trong tay một võ giả, chuyện này càng là chuyện không thể tưởng tượng được hơn. Phạm vi 10 trượng quanh người Lục Trường Sinh đã không còn bất cứ một vị tiên sư nào nữa. Tất cả tiên sư đều nhất trí lùi về phía sau mấy trăm tiên sư lại bị một người làm cho sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Không phía sau thật sự không thể tin vào hai mắt của mình. Hình ảnh này thật sự quá chấn động. Cổ vực tồn tại cả tiên đạo và võ đạo. Các tông môn lớn của tiên đạo và các môn phái lớn của võ đạo tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy. Nhưng có võ giả nào có được uy phong như vậy chưa? Thế mà có thể trực diện mấy trăm tiên sư vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn làm mấy trăm tiên sư này khiếp sợ. Chỉ có một mình lục trường sinh mà thôi lực lượng lĩnh vực khủng khiếp thật cộng thêm ánh sáng năm màu hỗ trợ lẫn nhau không ngừng sinh sôi đây là lực ngũ hành các hạ không thể là người không có danh tiếng được nói đi rốt cuộc người là ai lúc này một tiên sư lên tiếng áo trắng bay trong gió dường như trên người còn có khí chất xuất trần là lạc hà tiên sư tiên sư luyện khí của tử dương tiên tông đứng thứ 13 trên trúc cơ giữ khuyết bảng thuộc về nhóm tiên sư luyện khí đứng đầu tên võ giả này quá mạnh không thể khinh thường chỉ có tiên sư đứng đầu như lạc hà tiên sư mới có thể chống lại hắn nhưng rốt cuộc tên võ giả này là ai bình thường ta không chú ý tới võ giả lắm chắc chắn đối phương là võ giả mạnh đứng trên đạo cơ giữ khuyết bảng đúng không không biết đứng thứ mấy nhưng dù là thần tàng đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng cũng không có được thực lực khủng bố như vậy mà một chiêu lập tức giết chết mấy chục vị tiên sư luyện khí sao có thể làm được chuyện này cơ chứ rất nhiều tiên sư đều đặt ánh mắt lên trên người lục trường sinh lục trường sinh chắp tay sau lưng ánh mắt nhìn chằm chằm lạc hà tiên sư vẻ mặt không hề thay đổi lạnh lùng nói lục trường sinh cổ vực thiên tông ầm cái tên này vừa xuất hiện đã lập tức làm mọi người xôn xao cái gì thế mà lại là lục trường sinh của cổ vực thiên tông ư thiên tài đứng đầu có thể nghịch phạt thần tàng khi còn ở cảnh giới thần cương không phải hắn đang ở cảnh giới thần cương à tin tức của ngươi cũ rồi lục trường sinh đã không còn là cảnh giới thần cương nữa hắn lên tới thần tàng mấy tháng rồi nhưng điều khủng bố hơn là xếp hạng của hắn trên đạo cơ dự khuyết bảng Hắn trực tiếp lên bảng, được xếp thứ nhất đạo cơ dự khuyết bảng, chấn áp tất cả thần tàng. Lục Trường Sinh là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng ư? Có phải tính sai rồi không? Hắn vừa mới lên tới thần tàng không lâu mà đã có tư cách được đứng trên đạo cơ dự khuyết bảng rồi à, hơn nữa còn là hạng nhất nữa chứ. Không tính sai đâu, đạo cơ dự khuyết bảng và trúc cơ dự khuyết bảng được công bố cùng nhau. Lúc ấy, ta còn hứng thú nhìn kỹ một chút, chắc chắn không nhìn nhầm, Lục Trường Sinh thật sự là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng. Chặt chẽ áp chế Hạ Phi Long người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bảng lúc trước. Nhưng dù hắn là người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng thì sao, cho đến nay, đạo cơ dự khuyết bảng và trúc cơ dự khuyết bảng có thể so sánh với nhau à? Top 10 trúc cơ dự khuyết bảng đủ để nghiền áp top 1 đạo cơ giữ khuyết bảng. Chúng ta không chỉ có Lạc Hà tiên sư, còn có tiên sư mạnh hơn. Lục Trường Sinh không nên tới núi tụ linh, thậm chí còn giết chết mấy chục vị tiên sư, hắn đang khiêu khích tiên sư chúng ta. Sau khi nghe thấy Lục Trường Sinh nói lai lịch của mình, trong lúc nhất thời các tiên sư đều vô cùng kích động. Người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng thì thế nào? Từ xưa đến nay, các tiên sư vẫn luôn kiêu ngạo, bọn họ không hề cảm thấy người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng mạnh cỡ nào. Ngay cả Lạc Hà tiên sư cũng nhíu mày lại, nhưng khác với những vị tiên sư khác, hắn khá là kiên kỵ lục trường sinh. Thực lực lục trường sinh vừa thể hiện ra hiển nhiên vô cùng đáng sợ, hắn cũng không nắm chắc. Nhưng hắn không nắm chắc, không có nghĩa là hắn thật sự sẽ lùi bước mấy trăm vị tiên sư đều ở đây, bọn họ đâu cần sợ một thần tàng cơ chứ. Lục Trường Sinh, một võ giả như ngươi tới núi tụ linh làm gì? Lạc Hà trầm giọng hỏi. Đương nhiên là tới hái hoa thông linh rồi. Hoa thông linh không chỉ là tài liệu quan trọng để luyện chế trúc cơ đan, mà còn là kỳ vật để mở rộng não vực. Vì thế, ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một là rời đi, hai là bị ta giết chết. Dù thế nào, lục mỗ cũng phải lấy hết số hoa thông linh này. Lục trường sinh vừa nói xong, Tất cả tiên sư trong hang động đều xôn xao. Gì hả, Lục Trường Sinh đến vì Hoa Thông Linh, còn muốn cướp hết. Ngông cuồng, quả thật là quá ngông cuồng, một thần tàng nhỏ bé như hắn sao dám nói ra những lời này cơ chứ? Nơi đây là núi Tụ Linh chứ không phải Cổ Vực Thiên Tông. Từ bao giờ mà một võ giả thần tàng dám uy hiếp mấy trăm vị tiên sư chúng ta rồi? Tất cả tiên sư đều trợn mắt há hốc miệng, nhưng so với Ngạc Nhiên thì bọn họ càng tức giận hơn. Bình thường khi đối mặt với thần tàng, tiên sư đều nhìn xuống từ trên cao chiếm hết ưu thế bây giờ bọn họ lại bị một tên thần tàng uy hiếp ngay trước mặt mấy trăm vị tiên sư đây là kiểu điên cuồng gì thế ngay cả trương không cũng trợn mắt há hốc miệng thậm chí hắn cũng không dám tin lục trường sinh có thể thốt ra những lời này hắn tìm lục trường sinh chỉ vì muốn tranh đoạt hoa thông linh mà thôi ở đây có nhiều hoa thông linh như vậy có thể cướp được một ít là được nhưng lục trường sinh lại trực tiếp uy hiếp hắn đang uy hiếp mấy trăm vị tiên sư đó chẳng lẽ hắn có tự tin chấn áp mấy trăm vị tiên sư ư đúng là điên rồi chỉ sợ ngay cả cường giả đạo cơ cũng không dám nói mình có thể dễ dàng chấn áp mấy trăm vị tiên sư sao lục trường sinh dám nói thế hắn muốn tranh đoạt thông linh hay là muốn liều mạng với hơn trăm vị tiên sư đây trương không nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao lục trường sinh lại không lý trí tự cao tự đại tới mức độ này những người này không phải mấy trăm võ giả thần tàng mà là mấy trăm tiên sư luyện khí đó dù trương không là người xuất sắc trong số những đệ tử chân truyền của cổ vực thiên tông có một tia hy vọng có thể đúc thành đạo cơ nhưng khi đối mặt với tiên sư luyện khí trong lòng hắn vẫn không hề kiêu căng ngươi thật sự muốn tranh đoạt hoa thông linh trên núi tụ linh lạc hà tiên sư lạnh lùng hỏi đúng thế hoa thông linh là của ta ai động vào thì người đó phải chết ta không muốn nói thêm gì nữa lục trường sinh không nói chuyện nữa sau đó hắn bắt đầu bước về phía trước một bước bước ra trên người lục trường sinh lập tức hiện lên ngũ hành lĩnh vực lại thêm một bước lĩnh vực bốn hợp nhất cũng xuất hiện bước thứ ba lĩnh vực ba hợp nhất chợt hiện lên vài loại lĩnh vực dung hợp mang đến uy thế khủng bố làm nội tâm lạc hạ tiên sư phải cảm thấy chấn động hắn như đang thật sự đối mặt với cường giả 10 hạng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng không là cường giả ba hạng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng vậy người này mang đến cho hắn một loại áp lực không thể thở nổi nhưng sao chuyện này có thể xảy ra được chẳng lẽ người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng còn có loại thực lực này ư ừ, lôi pháp lạc hà tiên sư cắn răng pháp lực trong cơ thể kích động ầm 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 hư không lập tức răng đầy mây đen lôi quang trói mắt hiện lên lôi đình thô to như cánh tay trẻ em lập tức rơi xuống hung hăng rơi xuống lĩnh vực của lục trường sinh xeo xẻo từng tầng lĩnh vực của lục trường sinh lập tức bị đâm thủng lôi đình trực tiếp đâm thủng ngũ hành lĩnh vực một tầng lĩnh vực bốn hợp nhất và một tầng lĩnh vực ba hợp nhất của lục trường sinh tương đương với 90 tầng lĩnh vực cuối cùng thậm chí còn tấn công vào tầng lĩnh vực ba hợp nhất thứ hai nhưng không thể đâm thủng mà bị lĩnh vực ba hợp nhất mài mòn hử pháp thuật tiên đạo lôi pháp đứng đầu đúng là danh bất hư truyền lục trường sinh khẽ nhớ mày một lôi đình trong lôi pháp của lạc hà tiên sư đã đâm thủng mấy loại lĩnh vực dung hợp của hắn tương đương với 90 tầng lĩnh vực đây mới chỉ là mỗi lôi pháp thôi đó thậm chí đối phương còn chưa thi triển pháp khí trận pháp bùa chú vân vân điều này đủ để thấy độ mạnh của lôi pháp nó thật sự xứng với cái tên pháp thuật đứng đầu tiên đạo nhưng lục trường sinh mạnh hơn chấn lục trường sinh lại bước về phía trước một bước lúc này trên người hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, từng tầng lĩnh vực buông xuống từ trong não vực và trồng lên người lục trường sinh giống như từng vòng sáng vậy, từng vòng từng vòng trồng lên nhau, số lượng lĩnh vực trồng lên trên người lục trường sinh càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn là lĩnh vực dung hợp. dưới tình huống như vậy, lĩnh vực bình thường căn bản không có bất cứ tác dụng gì. một loại lĩnh vực dung hợp, hai loại lĩnh vực dung hợp, ba loại lĩnh vực dung hợp. khi vòng sáng lĩnh vực trồng lên trên người lục trường sinh càng ngày càng nhiều uy thế trên người hắn cũng càng khủng bố bất cứ tiên sư nào bị bao phủ trong lĩnh vực đều cảm nhận được áp lực cực lớn giống như bị thái sơn đè trên đỉnh đầu vậy lúc đầu một hai loại lĩnh vực dung hợp thì bọn họ còn có thể chống đỡ được nhưng khi số lượng lĩnh vực càng ngày càng nhiều đã có một vài tiên sư không chịu đựng được nữa hộ thân cháo trên người bị nghiền nát hoặc là pháp khí hộ thân bị đè ép đến mức tận cùng một loại lĩnh vực năm hợp nhất thì rất nhiều tiên sư còn có thể chống đỡ được cộng thêm một loại lĩnh vực bốn hợp nhất một vài tiên sư đã không chống đỡ được nữa. Sau đó là hai loại lĩnh vực ba hợp nhất buông xuống, tương đương với 110 tầng lĩnh vực. Đây là trình độ của top 3 hoặc top 1 đạo cơ giữ khuyết bảng trong tình huống bình thường. Thật ra hầu hết các tiên sư đều không chống đỡ được. Nhưng nếu có pháp khí hay bùa chú cường đại hoặc là bố trí trận pháp thì có thể. Vậy nên khi lục trường sinh nhìn thoáng qua, còn có khoảng một, hai thành tiên sư vẫn có thể chống đỡ. Một, hai thành là khoảng mấy chục vị tiên sư. Nhưng không quan trọng, Hắn tiếp tục tăng thêm số lượng lĩnh vực, 5 tầng lĩnh vực, 6 tầng lĩnh vực, 7 tầng lĩnh vực, 8 tầng lĩnh vực, 9 tầng lĩnh vực. Khi số lượng lĩnh vực lục trường sinh phóng thích càng ngày càng nhiều, hắn vẫn luôn phóng thích tới 13 tầng lĩnh vực mới dừng lại. Bởi vì trên thực tế, 13 tầng lĩnh vực dung hợp đã tương đương với 200 tầng lĩnh vực bình thường rồi. Dù là mấy chục vị tiên sư mạnh nhất cũng không chống đỡ được số lượng đáng sợ như thế. Hơn nữa lĩnh vực vô cùng đặc biệt, thích hợp quần chiến. Số lượng lại nhiều chỉ cần lĩnh vực chiếm ưu thế thì tuyệt đối có thể trực tiếp nghiền áp. Bây giờ, ngay cả Lạc Hà tiên sư cũng bị 200 tầng lĩnh vực áp chế không thể đứng thẳng. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, trên người có một món pháp khí hộ thân dán sát vào người, bị 200 tầng lĩnh vực của Lục Trường Sinh áp chế đến cực hạn. Sao có thể? Hạ Phi Long, người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng trước kia tuyệt đối không có được thực lực cường đại như thế, ngay cả ta cũng bị áp chế đến cực hạn. Đừng nói là đẩy lùi Lục Trường Sinh, ngay cả tư cách phản kích cũng không có. Võ giả, đặc biệt là một võ giả thần tàng cũng có thể mạnh tới mức này sao? Lục Trường Sinh không chỉ chấn áp một thế hệ thần tàng, thậm chí còn chấn áp một thế hệ tiên sư. Thần tàng và tiên sư trong hệ thống võ đạo, tiên đạo đều bị hắn áp chế. Sao hệ thống võ đạo lại xuất hiện một quái thai như Lục Trường Sinh chứ? Đúng, chính là quái thai. Ánh mắt của rất nhiều tiên sư đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Sao võ giả có thể mạnh hơn tiên sư được cơ chứ? Điều này không bình thường chỉ có quái thai mới không thể phán đoán theo lẽ thường trương không lúc này lục trường sinh lên tiếng gọi hà lục sư đệ trương không lập tức nhảy xuống hang động rồi đi tới bên cạnh lục trường sinh hắn thật sự không thể tin vào hai mắt của mình hắn đang nhìn thấy gì lục trường sinh cứ thế lẳng lặng đứng tại chỗ dùng thực lực của bản thân chấn áp mấy trăm vị tiên sư đương nhiên không phải thật sự chấn áp mấy trăm vị tiên sư thật ra lĩnh vực của lục trường sinh chỉ bao phủ một bộ phận tiên sư mà thôi Hầu hết tiên sư nhìn thấy sự cường đại của lĩnh vực của Lục Trường Sinh đều không dám ra tay nữa. Ai ra tay thì lĩnh vực của Lục Trường Sinh sẽ chém chết người đó. Không ra tay thì Lục Trường Sinh sẽ không để ý tới. Vậy nên, những tiên sư hắn đang trấn áp đều là những tiên sư đã ra tay. Đây là khiếp sợ. Dùng thực lực của bản thân làm mấy trăm vị tiên sư khiếp sợ. Thật ra Lục Trường Sinh đã đoán được điểm này từ trước. Tiên sư không bao giờ đồng lòng, dũng cảm không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đấu tranh với hắn được nếu thật sự như vậy thì lục trường sinh có thể chạy bao xa thì chạy xa bấy nhiêu nhưng chuyện này có thể xảy ra không có mấy trăm vị tiên sư thì có mấy trăm loại ý tưởng khác nhau mỗi người đều có tính toán của riêng mình muốn đồng lòng á hả đây căn bản là chuyện không thể nào trương sư huynh tới lượt ngươi rồi hai tất cả hoa thông linh xuống không để lại một bông nào lục trường sinh lạnh lùng nói được trương không nhìn đông đảo tiên sư trước mặt với ánh mắt phức tạp hắn không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng thế này hắn không cần chiến đấu với các tiên sư là có thể nghênh ngang tới hái hoa thông linh lục trường sinh ngươi biết ngươi đang làm gì không hả hoa thông linh chính là một trong những nguyên liệu chính của trúc cơ đan ngươi cướp hoa thông linh trên núi tụ linh thậm chí không để lại một bông nào ngươi đang khiêu khích tiên sư khiêu khích tiền đạo đó ta đã gửi tin cho linh diệu sư tỷ của tử dương tiên tông nàng đứng hạng ba trên trúc cơ dự khuyết bảng một khi nàng tới đây chắc chắn ngươi sẽ phải chết lạc hà tiên sư hét lên đầy khó nhọc trúc cơ đan cực kỳ quan trọng với hắn hắn phải thử đột phá trúc cơ bằng trúc cơ đan tuy tử dương tiên tông sẽ cung cấp trúc cơ đan cho đệ tử nhưng chỉ cung cấp một viên lạc hà tiên sư không chỉ nhận một viên trúc cơ đan từ tử dương tiên tông thậm chí hắn còn nghĩ cách dùng tất cả điểm cống hiến đổi thêm một viên trúc cơ đan nữa tổng cộng hai viên trúc cơ đan kết quả hắn vẫn không thể đột phá trúc cơ bây giờ hắn lại tới giành hoa thông linh một khi thành công lấy được mười mấy hai mươi bông hoa thông linh không chừng hắn có thể đổi được một viên trúc cơ đan. Đến lúc đó, hắn sẽ có hy vọng lên tới trúc cơ. Đây có thể là cơ hội duy nhất để hắn trở thành trúc cơ duy, sao hắn có thể từ bỏ hoa thông linh được. Thậm chí, hắn còn không tiếc báo cho linh diệu tiên sư, giảm bớt một ít thu hoạch cũng bắt buộc phải lấy được hoa thông linh. Hử, ánh mắt của lục trường sinh trở nên lạnh lùng, ồn ào. Không phải lục trường sinh không dám giết người, hắn chỉ không muốn giết mà thôi. Nhưng nếu lạc hà đã tự nhảy ra, vậy thì đừng trách hắn. Bùng, tất cả lĩnh vực của lục trường sinh buông xuống. Suốt 18 loại lĩnh vực dung hợp, tương đương với 250 tầng lĩnh vực khủng bố buông xuống. Dầm, pháp khí hộ thân của Lạc Hà lập tức bị nghiền nát. Trong chớp mắt khi pháp khí vỡ nát, thân hình của Lạc Hà tiên sư cũng biến thành bột mịn. Hắn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn thì đã ngã xuống, đã chết, Lạc Hà tiên sư đã chết. Đường đường là tiên sư đứng đầu tử dương tiên tông, người đứng thứ 13 trên trúc cơ giữ khuyết bảng, người rất có thể sẽ trở thành trúc cơ cứ thế chết trong tay lục trường sinh toàn bộ hang động lập tức trở nên yên lặng phiền to rồi lạc hà tiên sư đã chết chắc chắn tử dương tiên tông sẽ vô cùng tức giận tử dương tiên tông chính là đại tông tiên đạo thực lực còn mạnh hơn toàn bộ cổ vực thiên tông có lẽ cổ vực thiên tông cũng là một tông môn lớn trong võ đạo tử dương tiên tông không thể trực tiếp đối phó với lục trường sinh nhưng đừng quên rằng linh diệu tiên sư của tử dương tiên tông đứng thứ ba trên trúc cơ dự khuyết bảng đúng vậy chỉ sợ linh diệu tiên sư đã trên đường đến núi tụ linh Bây giờ Lạc Hà tiên sư đã tử vong, e là Lục Trường Sinh chạy trời không khỏi nắng, núi tụ linh chính là nơi chôn thay của hắn. Hắn không giết Lạc Hà tiên sư thì còn có thể cứu vãn được, nhưng Lạc Hà tiên sư vừa chết, Lục Trường Sinh cũng xong đời rồi. Nhìn thấy cảnh tượng Lạc Hà tiên sư chết, nội tâm của rất nhiều tiên sư đều chấn động. Bọn họ không thể ngờ rằng Lục Trường Sinh lại thật sự dám giết Lạc Hà tiên sư. Lúc trước Lục Trường Sinh chỉ dùng một đòn đã giết chết mấy chục vị tiên sư. Nhưng thế thì sao? phần lớn những vị tiên sư đó đều đến từ những môn phái nhỏ hoặc là gia tộc tu tiên tán tu không có ai là đệ tử của môn phái lớn trong tiên đạo bởi vì trên thực tế đại phái tiên đạo lựa chọn đệ tử vô cùng nghiêm khắc ngay cả trúc cơ cũng không thể trở thành thì tu tiên gì nhập tông môn gì đại phái tiên đạo chiêu mộ đệ tử nghiêm khắc hơn đại phái võ đạo nhiều thà ít chứ không ẩu thế nên đối với mỗi một vị đệ tử được lựa chọn đại phái tiên đạo vô cùng bênh vực người mình lạc hà tiên sư ngã xuống chắc chắn sẽ lớn chuyện nhưng lục trường sinh không thèm quan tâm lạc hà cũng được những người khác cũng thế nếu hắn đã quyết định tới núi tụ linh sao còn cần để ý tới thân phận và bối cảnh của đối phương nữa chỉ cần không phải trúc cơ tới đối phó hắn là được hơn nữa trúc cơ cũng sẽ không tới cổ vực vẫn tồn tại cả tiên đạo và võ đạo có lẽ tiên đạo mạnh hơn một chút nhưng mạnh cũng có giới hạn không tới nỗi một nhà độc đại đại tông tiên đạo và đại phái võ đạo đều ăn ý với nhau sẽ không phá hủy một vài quy tắc giữa hai bên. Trúc cơ và đạo cơ sẽ không tham gia vào mâu thuẫn giữa tiên sư và thần tàng. Dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Lúc này, Trương Không đang hái hoa thông linh. Một bông, hai bông, ba bông. Trương Không thật sự đang vui như nở hoa. Không có bất cứ ai quấy rầy hắn, tùy tiện để hắn hai một bông rồi lại một bông. Toàn bộ hang động đều rơi vào tĩnh lặng như chết. Không có một ai dám đối đầu với lục trường sinh. Ngay cả lạc hà tiên sư hắn cũng dám giết, huống hồ là bọn họ. Một đám vô dụng. Tùy ý để một võ giả thần tàng diễu võ dương oai trên núi tụ linh, mấy trăm tên tiên sư luyện khí không dám nhúc nhích, đúng là làm mất mặt tiên đạo ta. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của một nữ tử quanh quẩn trong hang động. Sau đó, một tia sáng trắng lập tức hiện lên trong hư không. Một nữ tử với dáng người thướt tha, khuôn mặt như xương lạnh khống chế phi thuyền bay đến. Ai là người đã giết Lạc Hà sư đệ? Giọng nói của nữ tử này tràn ngập lạnh lẽo giống như hàn băng vạn năm. Vèo, ánh mắt của tất cả tiên sư lập tức tập trung trên người lục trường sinh là lục mỗ giết chết lạc hà ngươi là linh diệu tiên sư của tử dương tiên tông đúng không lục trường sinh thản nhiên hỏi nét mặt vẫn không hề thay đổi linh diệu tiên sư người đứng hạng ba trên trúc cơ giữ khuyết bảng đây là con gái cưng của trời chân chính tương lai nàng không chỉ có hy vọng trúc cơ thậm chí còn có xác suất rất lớn trở thành kim đan chân nhân tuổi thọ nghìn năm ta biết ngươi lục trường sinh của cổ vực thiên tông từng nghịch phạt thần tàng giết chết lôi thiên đô đệ tử chân truyền đứng đầu hoàng thiên tông nhưng nơi đây là núi tụ linh không phải cổ vực thiên tông dám giết lạc hà sư đệ trên núi tụ linh ngươi phải chết ánh mắt của linh diệu tiên sư trở nên lạnh lẽo bùm sau đó hư không lập tức răng đầy mây đen mơ hồ còn lóe lên tia chớp lôi pháp hơn nữa lôi pháp này còn mạnh hơn lôi pháp lạc hà tiên sư thi triển nhiều vô số lôi đình lóe lên vậy mà lại bệnh thành một tấm lưới lôi đình lưới lôi đình khủng bố lập tức rơi xuống trên đầu lục trường sinh hừ lục trường sinh lạnh lùng hừ một tiếng linh diệu tiên sư đệ tử của tử dương tiên tông này vừa tới đã ra tay với hắn hơn nữa ra tay không chút do dự không chút cố kỵ lục trường sinh càng không cố kỵ hơn bùm từng tầng lĩnh vực tương đương với 250 tầng lĩnh vực khủng bố lập tức bao phủ trên tấm lưới lôi đình khổng lồ đó ầm 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 lôi đình lóe lên điên cuồng chấn động với lĩnh vực của lục trường sinh từng tầng lĩnh vực lập tức bị chấn động vỡ nát thậm chí lục trường sinh đã không thể chấn áp mấy trăm vị tiên sư được nữa nhưng hành động đầu tiên của mấy trăm vị tiên sư này sau khi thoát khỏi sự chấn áp của lục trường sinh không phải ra tay với hắn mà là trốn điên cuồng chạy trốn ra bốn phía đi thôi quá đáng sợ quá khủng bố chỉ đến gần chút thôi bị chút dư âm quét chúng đều sẽ biến thành cho bụi lôi pháp của linh diệu tiên sư vẫn khủng bố như cũ tuyệt đối không thể tới gần chỉ hơi tới gần chút thôi chính là chết lục trường sinh cũng rất khủng bố lĩnh vực của hắn thật sự quá mạnh Ai có thể ngờ thực lực của một võ giả thần tàng lại có thể mạnh tới mức này được cơ chứ? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu tiếp tục ở lại đây thì e là ta sẽ chết mất. Không có bất cứ tiên sư nào muốn xuất hiện cách Lục Trường Sinh và Linh Diệu Tiên sư trong phạm vi trăm trượng. Bọn họ đều trốn rất xa, thậm chí còn trốn cách hơn 10 dặm. Còn về Hoa Thông Linh ấy hả? À? Dù nó có thể luyện chế trúc cơ đan, mấy trăm vị tiên sư cũng không có bất cứ ý tưởng nào với nó nữa. Đùa gì thế, bây giờ còn nghĩ tới Hoa Thông Linh không phải kẻ điên thì chính là đồ ngu. Lĩnh vực của lục trường sinh bao phủ khu vực có hoa thông linh. Ai dám bước vào? Một khi bước vào thì chắc chắn phải chết. Bây giờ, bọn họ chỉ cầu mong sao linh diệu tiên sư, người đứng hạng ba trên trúc cơ giữ khuyết bảng có thể đại phát thần uy, giết chết lục trường sinh. Nếu thế thì có lẽ bọn họ còn có cơ hội lấy được hoa thông linh. ầm 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 Lĩnh vực của lục trường sinh đang chấn động kịch liệt. Khoảng 180 tầng lĩnh vực đều bị tấm lưới lôi đỉnh đáng sợ đó xé nát nhưng lục trường sinh vẫn còn mấy chục tầng lĩnh vực nữa một khi lĩnh vực chưa hoàn toàn biến mất vậy thì dưới sự bảo vệ của lĩnh vực lục trường sinh sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào lục trường sinh không sao lĩnh vực vừa bị xé rách có thể lập tức khôi phục lại lần nữa đây là điểm đáng sợ của võ giả một khi tới thần tàng lĩnh vực chính là sự tự tin làm võ giả đánh chính diện với tiên sư bây giờ lục trường sinh đang phát huy tác dụng của lĩnh vực tới mức vô cùng nhuẩn nhuyễn giống như từng lớp mai rùa vậy làm linh diệu tiên sư không thể làm được gì hắn sao có thể sao lĩnh vực của ngươi có thể mạnh tới mức này được linh diệu tiên sư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây không phải lần đầu tiên nàng chiến đấu với võ giả thần tàng thậm chí hạ phi long người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng trước kia đã từng luận bàn với nàng một lần tuy hạ phi long rất mạnh nhưng lại không phải là đối thủ của nàng một khi nàng thi triển lôi pháp lĩnh vực của hạ phi long sẽ không chịu đựng được nữa nhưng bây giờ thì sao đối mặt với từng tầng lĩnh vực của lục trường sinh lôi pháp của nàng lại không thể hoàn toàn nghiền nát lĩnh vực của hắn chỉ dựa vào điểm này là có thể nhìn ra lục trường sinh thật sự mạnh hơn hạ phi long lúc trước nhiều nếu ngươi chỉ có thủ đoạn này thì e là hôm nay ngươi không thể thoát khỏi đây được rồi lĩnh vực của lục trường sinh bùng nổ toàn diện bùm lưới lôi đình lập tức bị lĩnh vực của hắn bao trùm rồi điên cuồng tan biến cùng lúc đó từng tầng lĩnh vực của hắn lập tức lao về phía linh diệu tiên sư chỉ trong chớp mắt lĩnh vực của lục trường sinh đã mênh mông cuồn cuộn lao tới trước mặt linh diệu tiên sư hừ đúng là lĩnh vực của ngươi rất mạnh nhưng chẳng lẽ ngươi còn có thể phá hủy huyền quang châu của ta chắc linh diệu tiên sư vung tay lên nàng thúc giục pháp lực một viên hạt châu màu xanh lơ tỏa ra ánh sáng màu xanh lập tức bao phủ nàng ở bên trong lĩnh vực của lục trường sinh lập tức bao trùm ầm 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 18 loại lĩnh vực dung hợp sức mạnh đáng sợ của hơn 250 tầng lĩnh vực buông xuống phòng ngự cháo huyền quang châu phóng thích ra từ bốn phương tám hướng sức mạnh khủng bố mãnh liệt ùa đến như sơn hô hải khiếu nhưng chỉ tạo thành một gợn sóng trên màn sáng màu xanh lơ do huyền quang châu hình thành rồi sau đó không để lại dấu vết nào pháp bảo nội tâm lục trường sinh hơi lay động hắn nghĩ tới một loại khả năng pháp bảo pháp bảo trúc cơ đạo quân thường sử dụng uy năng kinh thiên động địa có lẽ huyền quang châu này là pháp bảo chỉ có tác dụng phòng ngự nó không có lực công kích nhưng lực phòng ngự lại vô cùng khủng bố thậm chí còn có thể phòng ngự cả đòn tấn côn của trúc cơ đạo quân Từng tầng lĩnh vực của Lục Trường Sinh điên cuồng bắn phá Huyền Quang Châu của Linh Diệu Tiên Sư, nhưng không hổ là Pháp Bảo Huyền Quang Châu vẫn lù lù bất động. Chắc sử dụng Pháp Bảo sẽ rất tốn pháp lực nhỉ? Pháp lực của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây? So tiêu hao, ngươi không bằng ta. Vẻ mặt của Lục Trường Sinh vẫn không hề thay đổi, dường như có vẻ rất bình tĩnh. Huống hồ hắn cũng không cần so tiêu hao với Linh Diệu Tiên Sư. Tâm kiếm chạm. Sau đó, Lục Trường Sinh lập tức toàn lực bộc phát Tâm kiếm ngọc sắc tâm kiếm bay ra từ trong não vực của hắn rồi lập tức đi vào trong cơ thể linh diệu tiên sư bùm linh diệu tiên sư cảm thấy đầu mình nổ vang sau đó phần đầu lập tức sinh ra một cơn đau kịch liệt hơn nữa không chỉ đau một lần mà khi từng thanh ngọc sắc tâm kiếm hoàn toàn cắm vào trong đầu nàng không ngừng cảm nhận được cơn đau tột độ ở trong đầu loại đau đớn này thâm nhập vào tinh thần làm nàng thật sự không thể chịu đựng nổi lúc này linh diệu tiên sư đã nhận ra nguy hiểm nàng rất kiêu ngạo dù sao thì nàng cũng là người đứng thứ ba trên trúc cơ dự khuyết bảng chưa từng thua một ai dù hai người đứng trước xếp hạng cao hơn nàng nhưng cũng chưa từng thật sự chiến đấu với nàng cung cấp bậc linh diệu tiên sư chưa từng thua nàng chưa từng nghĩ tới chuyện mình lại thua một võ giả thần tàng nhưng bây giờ nàng lại thua ít nhất nàng chỉ có thể phòng thủ một cách bị động thậm chí nàng còn không thể thúc giục na di phủ tinh thần của nàng liên tục bị tâm kiếm của lục trường sinh chấn động căn bản không thể thúc giục na di Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mấy trăm vị tiên sư xung quanh càng trở nên khiếp sợ hơn. Người này chính là linh diệu tiên sư đó. Đường đường là người đứng hạng ba trên trúc cơ dự khuyết bảng. Sao bây giờ lại rơi vào thế yếu rồi? Thậm chí tình hình còn tràn ngập nguy cơ, khó bảo vệ bản thân. Lục trường sinh thật sự là một võ giả thần tàng chứ không phải võ giả đạo cơ à. Linh diệu tiên sư cũng không bảo vệ được bản thân, chỉ có thể dựa vào pháp bảo, sao chuyện này có thể xảy ra được. Khi đối mặt với người cùng cấp bậc, linh diệu tiên sư người đứng thứ ba trên trúc cơ giữ khuyết bảng chưa từng thua trận, bây giờ lại thua một võ giả thần tàng sao. Chuyện này có thể xảy ra sao? Trong hang động trên núi Tụ Linh, tất cả tiên sư như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Linh diệu tiên sư cao cao tại thượng, tuyệt đại thiên kiêu. Người chắc chắn sau này có thể trở thành trúc cơ đạo quân, thậm chí còn có hy vọng trở thành kim đan chân nhân. Kết quả bây giờ lại thua trong tay một võ giả thần tàng ư. Nàng chính là người đứng hạng ba trên trúc cơ giữ khuyết bảng đó. Lục trường sinh, ngươi thắng linh diệu tiên sư bỗng lên tiếng nàng đã chống đỡ một thời gian dài nhưng pháp lực của nàng sắp tiêu hao hết nàng không cam lòng nhưng không cam lòng thì làm được gì đây nàng biết rõ nếu không có pháp bảo là huyền quang châu thì nàng đã chết từ lâu rồi vì thế nàng đã thua nàng đã bị lục trường sinh chính diện đánh bại nếu cứ tiếp tục như thế chờ nàng tiêu hao hết pháp lực nàng sẽ chết hiển nhiên là linh diệu tiên sư không muốn chết ở núi tụ linh nàng không muốn chết trong tay một võ giả thần tàng là lục trường sinh nàng không phải lạc hà tiên sư nàng đã bái một vị kim đan chân nhân làm sư phụ có được địa vị vô cùng cao trong tử dương tiên tông nếu không thì sao nàng lại có được pháp bảo như huyền quang châu chứ nét mặt của linh diệu tiên sư trở nên phức tạp giây phút này người kiêu ngạo như nàng cũng không thể không nhấm nháp vị đắng của thất bại lục trường sinh ngươi mạnh hơn hạ phi long thậm chí ngươi còn mạnh hơn bất cứ một vị thần tàng nào ta nguyện xưng ngươi là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay thậm chí e là ngay cả ngọc phi tiêu người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bảng cũng không phải đối thủ của ngươi nếu cổ vực xuất hiện bảng tổng hợp tiên đạo và võ đạo thì ngươi sẽ đứng đầu cả hai bảng chấn áp một thế hệ bùng lời nói của linh diệu tiên sư lập tức gây ra chấn động thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay thậm chí còn có thể đứng trên ngọc phi tiêu tiên sư người đứng đầu trúc cơ dự khuyết bảng tiên đạo chấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo đây là một lời khen thế nào nếu người bình thường nói ra những lời này thì sẽ chỉ là một trò đùa thậm chí còn làm người ta cảm thấy không biết trời cao đất dày nhưng nếu vang lên từ trong miệng linh diệu tiên sư thì khác linh diệu tiên sư chính là thiên tài đứng đầu xếp hạng ba trên trúc cơ dự khuyết bảng còn là đệ tử của kim đan chân nhân tử dương tiên tông tầm mắt thực lực thiên phú đều đứng đầu có một không hai cổ vực bây giờ có lời khen của linh diệu tiên sư e là danh sưng thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay không thoát khỏi tay lục trường sinh được nữa thậm chí trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo, nhân vật phong hoa tuyệt đại chân chính. Không thể tưởng tượng nổi, Linh Diệu Tiên Sư lại khen ngợi Lục Trường Sinh như thế. Lục Trường Sinh có xứng đáng với lời khen này của Linh Diệu Tiên Sư không? Thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay thì thôi đi, dù sao cũng là võ giả, dù mạnh hơn nữa cũng là võ giả, không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng hắn có xứng với lời khen trấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo không? Ta thật sự không ngờ trong võ giả lại có một nhân vật như thế, chỉ sợ phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để miêu tả hắn linh diệu tiên sư bị đánh chủ động nhận thua thậm chí còn khen ngợi lục trường sinh đây là thua tâm phục khẩu phục dựa vào sự kiêu ngạo của linh diệu tiên sư ngay cả ngọc phi tiêu người đứng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng cũng không được nàng khen ngợi như thế linh diệu tiên sư đã thật sự tâm phục khẩu phục hoàn toàn cúi đầu trước lục trường sinh rồi ngay cả lục trường sinh cũng phải ngạc nhiên hắn không ngờ nữ tử nhìn qua rất kiêu ngạo lạnh nhạt bất cận nhân tình này lại đánh giá mình cao như vậy nhưng lục trường sinh sẽ không nương tay veo nhưng ngay sau đó trên người linh diệu tiên sư đã xuất hiện một hơi thở huyền diệu sau đó nàng đã lập tức biến mất đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng đây là dịch chuyển không gian ư hơi giống truyền tống kích phát pháp trận nào đó hình như là pháp trận dùng một lần ngay cả đạo quân cũng không có năng lực này đây là thủ đoạn của kim đan chân nhân lục trường sinh hơi híp mắt lại hắn đã biết kim đan chân nhân sư tôn của linh diệu tiên sư chính là một vị kim đan chân nhân hiển nhiên đây là đồ bảo vệ tính mạng trên người nàng là đồ do kim đan chân nhân ban tặng dù lĩnh vực của hắn mạnh thế nào chỉ cần gặp được nguy hiểm linh diệu tiên sư đều có thể lập tức chạy thoát trừ khi nàng gặp phải kim đan chân nhân hoặc võ giả cung cấp với kim đan tuy lĩnh vực của hắn mạnh nhưng vẫn chưa thể so với thủ đoạn của kim đan chân nhân được tuy không thể giết chết nàng nhưng lục trường sinh đã đạt được mục đích của mình hắn nhìn lướt qua xung quanh đã không còn bất cứ một vị tiên sư nào nữa. Ngay cả linh diệu tiên sư đều chạy trối chết, kích phát thủ đoạn bảo vệ tính mạng kim đan chân nhân ban tặng. Nếu tiên sư bình thường như bọn họ tiếp tục tranh giành hoa thông linh thì chính là đang tìm đường chết, trốn, vô số tiên sư điên cuồng chạy khỏi núi tụ linh. Lục trường sinh cũng không đuổi theo. Mục tiêu của hắn là hoa thông linh, chỉ thế mà thôi. 10 bông, 20 bông, 25 bông. Cuối cùng Trương Không cũng hái hết hoa thông linh xuống. Lục sư đệ, Tổng cộng hái được 28 bông hoa thông linh. Trương Không lên tiếng, vẻ mặt của hắn rất phức tạp. Đương nhiên hắn cũng nghe thấy lời khen của Linh Diệu Tiên sư. Thân tang đứng đầu từ xưa đến nay, trấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo. Lời khen này, chỉ nghe một chút thôi đã không thể tưởng tượng được rồi, hẳn là không ai sẽ tin. Từ xưa đến nay, cổ vực chưa có ai nhận được lời khen tương tự. Nhưng Lục Trường Sinh lại đánh cho Linh Diệu Tiên sư kiêu ngạo phải tâm phục khẩu phục. Sau ngày hôm nay, Uy danh của Lục Trường Sinh sẽ vô cùng nổi bật, chỉ sợ ngay cả những cường giả đạo cơ, trúc cơ đó cũng không thể theo kịp. 28 bông hoa thông linh thôi à, hơi ít. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày lại, hắn không hài lòng lắm. Số lượng này ít hơn so với dự đoán của hắn một chút. Không phải ngươi nói có khoảng 30 đến 50 bông hoa thông linh à? Lục Trường Sinh hỏi. Đúng là có khoảng 30 đến 50 bông hoa thông linh, nhưng thời kỳ trưởng thành khác nhau, phải mất ít nhất mấy năm nữa số hoa thông linh còn lại mới trưởng thành. Thời kỳ trưởng thành của hoa thông linh rất dài. Trương Không giải thích. Lục Trường Sinh nhìn theo ánh mắt của đối phương, quả nhiên nhìn thấy một lượng lớn hoa thông linh chưa nở. Nếu hắn muốn hái hoa thông linh thì phải chờ ít nhất mấy năm nữa. Nhưng có lẽ mấy năm nữa hắn đã không cần dùng đến hoa thông linh nữa rồi. Thôi, 28 bông hoa thông linh cũng không tệ. Dựa theo ước định lúc trước, ngươi giữ lại 5 bông, 23 bông còn lại cho ta. Trương Không nghe vậy lập tức đưa 23 bông hoa thông linh cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua xung quanh hang động, còn số ít tiên sư đang bồi hồi xung quanh. Nhưng hầu hết tiên sư đều đã rời khỏi hang động, đi thôi. Lục Trường Sinh không có ý định ở lại núi Tụ Linh quá lâu. Dù sao đây cũng là địa bàn của tiên đạo. Tuy hắn không sợ, nhưng không nên để cành mẹ đẻ cành con thì hơn. Vì thế, Lục Trường Sinh và Trương Không rời khỏi núi Tụ Linh, hơn nữa còn dùng thời gian 10 ngày thành công quay về cổ vực Thiên Tông. Quay về cổ vực Thiên Tông, hai người không khiến cho bất cứ ai chú ý. Ai có thể ngờ rằng bọn họ đã tới núi Tụ Linh một chuyến, thậm chí còn tạo thành một trận chiến kinh thiên động địa ở đó cơ chứ. Lục sư đệ, lần này cũng nhờ có ngươi, nếu không thì ta cũng không thể có được năm bông hoa thông linh. Trương Không chắp tay tỏ vẻ cảm ơn với Lục Trường Sinh. Đây là hợp tác, năm bông hoa thông linh nào cũng là thứ ngươi nên nhận được. Nếu lần sau còn có thông tin hoặc manh mối liên quan đến kỳ vật mở rộng não vực thì có thể tới tìm ta. Lục Trường Sinh nói, "Cáo tử, Trương Không xoay người rời đi. Lục Trường Sinh thì quay về động phủ của mình. Chuyến đi tới núi Tụ Linh này, vừa đi vừa về mất 20 ngày, nhưng thu hoạch không tệ, 23 bông hoa thông linh. Lục Trường Sinh lấy một bông hoa thông linh ra. Hắn biết sử dụng nó như thế nào. Thật ra rất đơn giản, trực tiếp ăn là được. Nhưng hình như mỗi ngày chỉ có thể ăn một bông. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh trực tiếp bỏ một bông hoa thông linh vào trong miệng. Ầm, hoa thông linh vừa được đưa vào miệng đã tỏa ra một mùi thơm sau đó lập tức biến thành một dòng nước ấm xông thẳng lên não vực não vực lập tức bắt đầu mở rộng nhưng tốc độ mở rộng rất thong thả cũng rất bằng phẳng không phải một lần là xong mà là chậm rãi mở rộng mất khoảng một ngày não vực mới có thể mở rộng được một dặm đây cũng là lý do vì sao một ngày chỉ có thể ăn một bông hoa thông linh một khi ăn nhiều não vực mở rộng quá nhanh thì có thể sẽ tan vỡ vì thế lục trường sinh bèn lẳng lặng chờ đợi trong lúc lục trường sinh còn ở trong động phủ dùng hoa thông linh mở rộng não vực cuối cùng tin tức ở núi tụ linh cũng chậm rãi lan truyền ra toàn bộ cổ vực càng gây ra sóng to gió lớn trong tiên đạo một đám tiên sư bình thường nhìn xuống từ trên cao càng cảm thấy vô cùng khiếp sợ thậm chí không chỉ có tiên sư ngay cả đạo quân và kim đan chân nhân đều cảm thấy ngạc nhiên chuyện này là thật lục trường sinh thật sự đánh bại linh diệu tiên sư của tử dương tiên tông thậm chí còn được nàng khen ngợi là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay sao không thể tưởng tượng nổi quá không thể tưởng tượng nổi nghe nói nếu không phải linh diệu tiên sư dựa vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng kim đan chân nhân ban cho thì đã bị lục trường sinh giết chết ở núi tụ linh rồi người trong võ đạo cũng có thể mạnh tới mức này đè đầu tiên đạo chúng ta ư linh diệu tiên sư còn từng nói chỉ sợ lục trường sinh còn có thể chấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo nữa cơ không tiên đạo ta tuyệt đối không bao giờ bị võ đạo áp chế trong lúc nhất thời vô số người trong tiên đạo đều bàn tán về chuyện này dường như chuyện này đã không chỉ đơn thuần là thần tàng và tiên sư mà đã bay lên độ cao của tiên đạo và võ đạo cái tên lục trường sinh cũng nhanh chóng truyền khắp tiên đạo cổ vực làm vô số tiên sư và đạo quân đều nhớ rõ bây giờ danh tiếng của lục trường sinh trong toàn bộ cổ vực quả thật như mặt trời ban trưa thuộc về cực thịnh ngọc phi tiêu người đứng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng đã đang đánh sâu vào trúc cơ mấy tháng gần đây ngọc phi tiêu vẫn luôn tĩnh tâm điều chỉnh trạng thái tranh thủ điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất sau đó dùng trúc cơ đan đánh sâu vào trúc cơ hắn không hề lo lắng gì về chuyện đánh sâu vào trúc cơ. Dựa vào thiên phú của hắn, chắc chắn có thể thành công trúc cơ. Ngọc Sư Huynh, ngươi đã nghe nói tới tin lục trường sinh đánh bại linh diệu tiên sư chưa? Đương nhiên là nghe nói tới rồi. Giọng điệu của Ngọc Phi Tiêu rất bình tĩnh. Linh diệu tiên sư cũng đáng giận thật, bản thân mình thua thì thôi đi, vậy mà còn muốn kéo Ngọc Sư Huynh xuống nước theo. Nàng nói lục trường sinh chấn áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo là có ý gì? Còn không phải là nói Ngọc Sư Huynh cũng không bằng lục trường sinh à? bản thân linh diệu cũng chỉ là người đứng hạng ba trúc cơ giữ khuyết bảng yếu hơn ngọc sư huynh rất nhiều sao nàng có thể nói lục trường sinh mạnh hơn ngọc sư huynh được cơ chứ người đang nói chuyện chính là sư muội của ngọc phi tiêu nàng bất bình thay hắn bây giờ toàn bộ tiên đạo đều chấn động chỉ vì lời nói của linh diệu tiên sư làm danh dự của ngọc phi tiêu cũng bị hao tổn không sao ta đã sắp trúc cơ quan tâm lời những người khác nói làm gì huống hồ ngươi tin một tên thần tàng có thể chấn áp một thế hệ tiên đạo à đó chỉ là lý do linh diệu biện minh cho sự thất bại của mình mà thôi ngọc phi tiêu lạnh nhạt nói hắn tự tin rằng trong số các tiên sư không ai có thể trở thành đối thủ của hắn dù là thiên phú hay thực lực đều như thế còn về võ giả á hả ngọc phi tiêu căn bản chưa từng để ý tới võ giả từ bao giờ mà một thần tàng nho nhỏ cũng có thể đánh đồng với tiên sư đứng đầu rồi ở trước mặt ngọc phi tiêu ngay cả người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng là hạ phi long cũng không đáng giá nhắc tới nhưng Sư muội còn định nói thêm gì đó nhưng lại bị Ngọc Phi Tiêu cắt ngang. Được rồi, ta muốn tĩnh tu. Đừng tới quấy giày ta chỉ vì những chuyện lặt vặt này. Ngọc Phi Tiêu tiếp tục nhắm hai mắt lại. Lúc này, Tiêu Vô Cực ở võ cực môn cũng nhận được tin tức này. Trên mặt hắn không biết đang nghĩ gì. Ngươi nói gì hả? Lục Trường Sinh đánh bại Linh Diệu Tiên Sư, người đứng hạng ba trên trúc cơ dự khuyết bảng ư. Đúng vậy, chuyện này hoàn toàn chính xác, từ bên phía tiên đạo truyền đến bây giờ chuyện này đã tạo thành sóng to gió lớn trong tiên đạo thậm chí linh diệu tiên sư còn khen lục trường sinh là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay chấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo chấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo ha 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 ta chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện võ đạo mạnh nhất nhưng có thể áp chế cường giả võ đạo trong cảnh giới thần tàng chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi tiêu vô cực vô cùng mừng rỡ đúng hắn vô cùng mừng rỡ bây giờ hắn đang đứng hạng ba trên đạo cơ dự khuyết bảng nếu bỏ qua Hạ Phi Long đã đúc thành đạo cơ thì hắn chính là người đứng thứ hai trên đạo cơ giữ khuyết bảng, bị Lục Trường Sinh đè đầu. Nhưng vậy thì sao? So với hành động vĩ đại của Lục Trường Sinh thì chuyện bị Lục Trường Sinh đè đầu trên bảng xếp hạng căn bản không phải chuyện to tát gì. Đây chính là chuyện quan trọng có thể nâng cao niềm tin của vô số võ giả. Tuy bây giờ tiên đạo và võ đạo cùng tồn tại, nhưng trên thực tế, rất nhiều võ giả đều biết rằng vào những giai đoạn đầu, võ giả yếu hơn tiên sư rất nhiều thậm chí nếu không phải linh khí ở ngũ vực giảm xuống thì còn chưa tới lượt võ đạo quật khởi chắc chắn tiên đạo sẽ trở thành chủ lưu bá chủ hoàn toàn xứng đáng của năm đại vực đối mặt với tiên sư võ giả luôn lùn hơn một đoạn nhưng bây giờ thì khác lục trường sinh dùng thực lực áp chế tiên sư cùng cấp bậc đây là chuyện làm lòng người phấn chấn cỡ nào cơ chứ thậm chí lục trường sinh còn dùng thực lực của bản thân chấn áp mấy trăm vị tiên sư đây là hành động vĩ đại cỡ nào tiên đạo khiếp sợ võ đạo sôi trào tin tức truyền tới cổ vực thiên tông vô số đệ tử càng vì thế trở nên điên cuồng thậm chí còn kinh động tới cao tầng của tông môn nhưng lục trường sinh đang bế quan dường như tất cả hỗn loạn và sôi nổi của thế giới bên ngoài đều không liên quan gì đến hắn thời gian chậm rãi trôi qua sự kiện của lục trường sinh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng độ nóng không hề có dấu hiệu giảm xuống thậm chí còn xảy ra xung đột giữa một vài võ giả và tiên sư đương nhiên trên cơ bản võ giả đều là bên thiệt hại nhưng võ giả không sợ Đối mặt với tiên sư, bọn họ không hề cảm thấy thấp kém hơn người ta giống như lúc trước. Bên phía tiên đạo cũng có người nói làm Ngọc Phi Tiêu, người đứng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng đi khiêu chiến lục trường sinh. Dù thế nào cũng phải đè lục trường sinh xuống. Nhưng Ngọc Phi Tiêu lại không hề có bất cứ động tĩnh gì. Phi Nhạn Lâu là một thế lực đặc biệt trong cổ vực. Bọn họ dựa vào tình báo là chính, giao thoa rất nhiều với cả võ đạo và tiên đạo. Việc làm ăn trải rộng toàn bộ cổ vực. Đương nhiên, nhiều người biết đến phi nhạn lâu sẽ chế tạo các loại bảng xếp hạng. Hai loại bảng nổi tiếng nhất chính là trúc cơ giữ khuyết bảng và đạo cơ giữ khuyết bảng. Hai bảng xếp hạng này gần như bao quát toàn bộ thiên tài đứng đầu cổ vực. Dù là thiên tài võ đạo hay thiên tài tiên đạo đều bị phi nhạn lâu một lướt bắt hết. Phó lâu chủ, ngươi muốn gộp hai bảng làm một, e là sẽ rất khó khăn. Lực ảnh hưởng của phi nhạn lâu chúng ta đã rất lớn, đưa ra trúc cơ giữ khuyết bảng và đạo cơ giữ khuyết bảng. Vì sao bây giờ lại phải gộp hai bảng thành một bảng, Việc này hoàn toàn không cần thiết. Thật ra, rất nhiều võ giả và tiên sư đều không hiểu rõ ràng về tiên đạo và võ đạo, gộp hai bảng làm một hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến lúc đó, nhìn thấy trên bảng toàn là những cái tên xa lạ, thậm chí cả đời đều sẽ không có giao thoa, một bảng xếp hạng như vậy có tác dụng gì cơ chứ? Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, phó lâu chủ một thân đồ đen vẫn vô cùng bình tĩnh. Phi nhạn lâu vô cùng thần bí, dường như có lâu chủ thần bí, nhưng trên cơ bản không lộ mặt. Người quản lý mọi chuyện là phó lâu chủ. Bổn tọa nói gộp hai bảng làm một không phải thật sự muốn xác nhập võ giả, tiên sư của hai bảng xếp hạng với nhau. Mà là chọn ra một người đứng đầu nhất chân chính giữa hai bảng. Đây là gộp hai bảng làm một mà bổn tọa nói. Chắc các ngươi cũng đoán được mục đích ta bổn tọa làm vậy rồi, đó chính mở rộng lực ảnh hưởng. Gốc rễ để phi nhạn lâu chúng ta tồn tại là gì, thật ra chính là lực ảnh hưởng. Việc làm ăn của chúng ta, thế lực của chúng ta không ngừng khuếch trương dựa vào điều gì, vẫn là lực ảnh hưởng. Bây giờ, tuy lực ảnh hưởng của đạo cơ giữ khuyết bảng và trúc cơ giữ khuyết bảng không tệ, nhưng vẫn thiếu một chút. Ngày xưa gộp hai bảng làm một không có bất cứ ý nghĩa gì, trên cơ bản đều là người trên trúc cơ giữ khuyết bảng nghiền áp, vậy thì còn mở rộng lực ảnh hưởng thế nào? Nhưng bây giờ thì khác, trên đạo cơ giữ khuyết bảng xuất hiện lục trường sinh. Nhìn lực ảnh hưởng của hắn bây giờ đi, lần trước, khi công bố đạo cơ giữ khuyết bảng, bổn tọa bỏ qua lời phản đối của mọi người. Xếp lục trường sinh đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng, chuyện này ảnh hưởng lớn với phi nhạn lâu cỡ nào bây giờ cũng vậy lục trường sinh được linh diệu tiên sư khen ngợi là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay ngay trước mặt mọi người thậm chí còn được khen chấn áp một thế hệ tiên đạo võ đạo chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ cổ vực tạo thành chấn động vô cùng to lớn bây giờ gộp hai bảng làm một không còn là vở kịch một vai của tiên sư trên trúc cơ giữ khuyết bảng nữa mà là một trận tranh chấp giữa thần tàng và tiên sư thậm chí là giữa tiên đạo và võ đạo các ngươi nghĩ mà xem nếu thật sự là như vậy thì khi gộp hai bảng làm một lực ảnh hưởng của phi nhạn lâu chúng ta sẽ khuếch trương tới mức nào. Nghe vậy, ánh mắt của đông đảo trưởng lão phi nhạn lâu đều sáng lên. Đúng vậy, nay đã khác xưa. Trên đạo cơ dự khuyết bảng xuất hiện một biến số là lục trường sinh. Gộp hai bảng làm một vào thời điểm này, trong võ giả thần tàng sẽ có cường giả tranh phong với tiên sư. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng đều chờ mong lục trường sinh bên ngoài truyền ồn ào huyên áo với Ngọc Phi Tiêu đứng đầu trúc cơ dự khuyết bảng, rốt cuộc ai là người mạnh hơn có phải lục trường sinh thật sự có thể chấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo không? E là ngay cả đạo cơ và đạo quân đều sẽ cảm thấy hứng thú. Phó lâu chủ, nếu thật sự muốn gộp hai bảng làm một, chọn ra người đứng đầu hai bảng thì phải hội tụ cường giả trên trúc cơ giữ khuyết bảng và đạo cơ giữ khuyết bảng lại. Đó chính là 200 thiên tài đứng đầu, muốn làm bọn họ tập trung lại quá khó, căn bản không thể làm được. Đúng thế, chúng ta làm thế nào để thuyết phục 200 vị thiên tài đứng đầu tham gia chuyện này đây? Nếu không đánh một trận, Tự chúng ta công bố bảng xếp hạng gộp cả hai bảng lại thì chỉ sợ độ tin phục sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu thật sự không được thì ít nhất cũng phải là 10 người đứng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng và đạo cơ giữ khuyết bảng tập trung lại đánh với nhau một trận. Nhưng dù vậy cũng không dễ dàng, những thiên tài đứng đầu đó đều rất kiêu ngạo, chưa chắc sẽ quan tâm tới phi nhạn lâu chúng ta. Phó lâu chủ khẽ lắc đầu rồi nói, không cần phiền phức như vậy. Dựa vào lực ảnh hưởng của phi nhạn lâu chúng ta, chắc đệ tử của những tiên tông đại phái đó sẽ không quan tâm. Chúng ta chỉ cần Lục Trường Sinh và Ngọc Phi Tiêu đánh với nhau một trận, từ đó xác định ai là người đứng đầu hai bảng là được. Chỉ cần hai người này đánh với nhau, cộng thêm Phi Nhạn Lâu chúng ta tuyên truyền, chắc chắn trận chiến này sẽ chấn động toàn bộ cổ vực, Phi Nhạn Lâu chúng ta cũng sẽ đạt được mục đích nâng cao lực ảnh hưởng của mình. Lời nói của Phó lâu chủ làm đông đảo các trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Cách này có thể thực hiện được. Phó lâu chủ, vậy Phi Nhạn Lâu chúng ta làm thế nào để mời Ngọc Phi Tiêu và Lục Trường Sinh đây? Đúng vậy, Mấu chốt nằm ở hai người bọn họ, bất cứ một ai trong số hai người này không đồng ý thì chúng ta không thể gộp hai bảng làm một được. Đúng thế, hai người này phải đồng ý mới được. Phó lâu chủ khẽ mỉm cười rồi nói, thật ra muốn mời hai người này không hề khó, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa mà thôi. Bây giờ bọn họ cần thứ gì nhất thì phi nhạn lâu chúng ta cho bọn họ thứ đó, cộng thêm dụ hoặc danh lợi, bổn tọa có nắm chắc chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý. Từ giờ trở đi, các ngươi hãy bắt đầu chuẩn bị tuyên truyền, không cần công bố chính thức Trường Ngọc Phi Tiêu và Lục Trường Sinh đồng ý lại dùng danh nghĩa phi nhạn lâu công bố chính thức sau. Vâng thưa phó lâu chủ. Các trưởng lão lập tức lui xuống bố trí công việc. Phó lâu chủ nhìn bóng dáng các trưởng lão rời đi rồi thấp giọng lẩm bẩm, Lục Trường Sinh, bổn tọa phải cảm ơn ngươi mới được, nếu không có thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay là ngươi thì phi nhạn lâu khó có thể tiến thêm một bước trong tay ta, nhưng bây giờ có hy vọng rồi. Thời gian nhoáng lên, chỉ chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Gần đây cổ vực đang lưu truyền một tin tức hoặc có thể nói là tiếng gió hình như phi nhạn lâu muốn gộp đạo cơ dự khuyết bảng và trúc cơ dự khuyết bảng làm một lựa chọn ra người đứng đầu hai bảng tiên đạo và võ đạo tuy chỉ mới là tiếng gió nhưng không có lỗ thì sao có gió nếu đã có tiếng gió vậy có nghĩa là có lẽ phi nhạn lâu thật sự có quyết định này tiếng gió này làm tinh thần của rất nhiều võ giả và tiên sư đều rung lên bọn họ lập tức chú ý gộp hai bảng đạo cơ giữ khuyết bảng và trúc cơ dự khuyết bảng làm một ư nếu thật sự làm vậy có phải trận chiến lớn giữa thần tàng và tiên sư sẽ thật sự diễn ra không nghe đồn hình như không cần phiền phức như vậy chỉ cần người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng đánh với người đứng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng một trận là được người thắng sẽ trở thành người đứng đầu hai bảng hiện giờ người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng là lục trường sinh người đứng đầu trúc cơ giữ khuyết bảng là ngọc phi tiêu lục trường sinh được linh diệu tiên sư khen ngợi là thần tàng đứng đầu từ xưa đến nay thậm chí còn chấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo Ngọc Phi Tiêu vẫn luôn không có bất cứ hành động gì. Nếu là thật thì chắc chắn lần này có thể nhìn hai người mặt đối mặt đánh nhau, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn là biết ngay. Đến bây giờ ta vẫn chưa thể tin nổi một võ giả thần tàng thật sự có thể dùng thực lực chấn áp đông đảo tiên sư đứng đầu. Thậm chí còn chấn áp một thế hệ tiên đạo và võ đạo, quá khó tin rồi. Nếu lần này có thể gộp hai bảng thì có thể tận mắt nhìn thấy lục trường sinh có thật sự mạnh như trong lời đồn không rồi. Đây chỉ là lời đồn, phi nhạn lâu vẫn chưa chính thức công bố. Tuy mới chỉ là lời đồn, những đã lan truyền ồn ào huyên áo từ lâu. Vô số người đều hỏi thăm tính chính xác của tin tức này. Nhưng từ đầu đến cuối, phi nhạn lâu đều không có bất cứ động tĩnh nào. Động phủ của Ngọc Phi Tiêu bàn vực tiên tông. Ngày hôm nay, Ngọc Phi Tiêu chậm rãi mở mắt ra, vù, đá truyền tin của hắn chấn động. Ngọc Phi Tiêu cầm lấy đá truyền tin và nhìn thấy nội dung bên trong. Ba viên trúc cơ đan cộng thêm một lọ nước thanh linh. Lần này phi nhạn lâu đúng là bỏ vốn gốc trong mắt ngọc phi tiêu hiện lên một tia sáng khác lạ đây là lần thứ ba phi nhạn lâu liên hệ với hắn lần đầu tiên phi nhạn lâu đưa ra một ít điều kiện ngọc phi tiêu không quan tâm hắn đang điều chỉnh trạng thái chuẩn bị trúc cơ sao phải đánh sống đánh chết với một võ giả làm gì hơn nữa còn đấu một trận trước mặt bao người chuyện này là thế nào mở rộng lực ảnh hưởng giúp phi nhạn lâu à ngọc phi tiêu không có hứng nhưng phi nhạn lâu lại liên tục tăng thêm lợi thế năm lần bảy lượt tăng thêm lợi thế không thể không nói ngọc phi tiêu thật sự rung động với điều kiện hiện giờ ba viên trúc cơ đan cộng thêm một viên xin của tông môn cộng thêm một viên chính hắn đổi chính là năm viên trúc cơ đan có năm viên trúc cơ đan dù thất bại một hai lần hắn vẫn có thể tăng tỷ lệ trúc cơ lên rất nhiều dù ngọc phi tiêu tự tin mình có thể thành công trúc cơ chỉ với một viên trúc cơ đan nhưng loại chuyện trúc cơ này không chắc chắn trăm trăm thì phải chuẩn bị nhiều một chút dù sao chuyện này cũng liên quan đến con đường của mình ngọc phi tiêu vẫn rất coi trọng quan trọng hơn là một lọ nước thanh linh có thể làm tâm linh của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại bất cứ cảm xúc trái chiều bất cứ cảm xúc nôn nóng gì đều sẽ không xuất hiện nữa hơn nữa nó vẫn luôn làm hắn bình tĩnh đối với hắn lọ nước thanh linh này là thứ quan trọng nhất dù là quá trình trúc cơ hay kiếp nạn tâm linh nó đều trợ giúp rất lớn điều kiện của phi nhạn lâu rất có thành ý ta không thể từ chối huống hồ ta cũng thật sự tò mò về lục trường sinh này hắn có thể được linh diệu đánh giá như vậy thậm chí còn cảm thấy ta không bằng hắn. Lần này, ta sẽ làm mọi người thấy rõ, tiên sư vẫn là tiên sư, tiên đạo vẫn là tiên đạo. Ta phải lấy được vị trí người đứng đầu hai bảng này. Đến lúc đó, mang theo tự tin đứng đầu hai bảng, đánh sâu vào trúc cơ sẽ không còn bất cứ thiếu sót nào nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Phi Tiêu đã có quyết định. Hắn lập tức gửi tin cho Phi Nhạn Lâu, hắn đồng ý. Cổ vực thiên tông, động phủ của Lục Trường Sinh, vèo, Lục Trường Sinh mở mắt ra. 23 ngày, cuối cùng cũng dùng hết hoa thông linh. Tâm niệm Lục Trường Sinh lay động, đầu tiên là xem giao diện thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Não vực, 94 dặm. Ngộ tính, 776, bốn phương ca tụng. Tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 67%, ngọc sắc tâm kiếm. Não vực của Lục Trường Sinh đã mở rộng đến 94 dặm. Tăng lên rất nhiều. Lần này chắc ta đã trở thành người đứng đầu đạo cơ giữ khuyết bảng danh xứng với thực rồi chứ. Khóe miệng Lục Trường Sinh hơi cong lên. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Ad một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.